Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chỉ là nhân phẩm của mấy người Quảng Lăng Tử và nhà họ Khổng lại là thứ mà Võ Anh Hào bận tâm nhất. Thà nuôi tiểu nhân chứ nhất quyết không nuôi sói. Huệ Mi và bốn đại danh sơn khác đã có mối quan hệ liên minh cả mấy nghìn năm, nhưng kết quả thì sao? Vì lợi ích trước mắt, Huệ Mi lại đoạn tuyệt với bốn đại danh sơn khác, thậm chí còn vạch rõ luôn cả ranh giới. Vậy nên loại đồng minh này sao có thể khiến cho Võ Anh Hào yên tâm được đây? Ở một diễn biến khác, sau khi mấy người Thành Hạo rời khỏi Long Kinh, cuối cùng cũng vẫn tới Huệ Mi. Lúc này cũng chỉ có Huệ Mi là có thể thu nhận bọn họ mà thôi, không phải giữa nhà họ Thành và Huệ Mi có giao tình sâu tới độ nào, chỉ là vì bọn họ có cùng số mệnh mà thôi. Quảng Lăng Tử đã trở thành mục tiêu công kích, bây giờ chính là lúc thế lực yếu đi, nếu như lúc này nhà họ Thành ra tay tương trợ thì nào có chuyện Quảng Lăng Tử bị từ chối cơ chứ. Cụ tổ, việc liên thủ giữa chúng ta với Huệ Mi e rằng sẽ bị người đời chế giễu. Thành Vĩnh Chí đi tới dưới chân núi Huệ Mi, cau mày nói. Dù bị Tiêu Chính Văn từ chối thì cũng không thể bắt tay với kẻ thù được. Dù gì trước đó một ngày, Quảng Lăng Tử dẫn người của Cửu U Cung tắm máu nhà họ Thành, mà người nhà họ Thành ngược lại còn kết thành đồng minh với Quảng Lăng Tử, người đời sẽ nhìn vào nhà họ Thành như thế nào đây? Thật ra Huệ Mi đã là lựa chọn tốt nhất của chúng ta rồi, không thể về phe nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng vào thời điểm này được, Thành Hạo nghiến răng nói. Nhưng chúng ta vẫn còn con đường thứ ba mà, có thể trở về vùng ngoài lãnh thổ, đi tìm sơ tổ, ít nhất chúng ta còn có thể, nói tới đây, giọng nói của Thành Vĩnh Chí cũng hơi nghẹn lại. Trên thực tế, Thành Vĩnh Chí giờ đã không còn bất cứ chí hướng lớn lao gì nữa, gì mà gây dựng lại nhà họ Thành, gì mà khôi phục sự huy hoàng xưa cũ, đều chỉ là nói suông mà thôi. Bây giờ ông ta chỉ muốn bình an sống nốt nửa đời sau của mình, còn về nhà họ Thành, còn về thánh huyết của đế tuấn gì đó, ông ta thậm chí ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ tới thêm nữa. Cậu quá ngây thơ rồi, cậu cho rằng chúng ta có thể có cơ hội đứng ngoài sự việc hay sao? Không ngại nói cho cậu biết. Lần này dù là thế gia nào cũng không thể đứng ngoài sự việc được đâu. Đại cục đã thay đổi, loạn thế sắp tới, ở trong loạn thế không còn đạo nghĩa trung dung gì hết. Tôi không thể không thừa nhận, trước đây là tôi đã nhìn nhầm, nhưng chỉ cần chúng ta chọn đúng trong bước tiếp theo, vậy thì nhà họ Thành chúng ta sẽ lại vực dậy được thêm lần nữa. Dù chỉ có một giọt thánh huyết của đế tuấn cũng có thể giúp cho nhà họ Thành chúng ta gây dựng lại gia môn. Mà nếu như tên Tiêu Chính Văn kia đã không biết điều như vậy thì cũng không thể trách nhà họ Thành chúng ta vứt bỏ cậu ta, Thành Hạo bật cười lạnh lùng. Những điều mà Thành Hạo nói quả thực là hiện thực trước mắt, ngày càng có nhiều thế gia vùng ngoài lãnh thổ tham gia vào cuộc tranh đoạt trong thế tục chính là ví dụ tốt nhất. Dù gì cụ ta cũng là người từng trải qua loạn thế thời Lý Đường, về phương diện này, cụ ta mới là người có quyền phát ngôn nhất. Hơn nữa, thánh huyết đế tuấn năm đó không phải không có ai chiếm được. Chỉ là Thành Hạo không tới kịp thời đại đó mà thôi. Thế ra Vũ Văn có thể hô mưa gọi gió vào đầu thời tùy chính là do có thánh huyết đế tuấn. Chỉ đáng tiếc là lúc đó ngay cả Thành Giảo Kim cũng chưa ra đời chứ chưa nói tới gì mà tranh đoạt thánh huyết đế tuấn. Nghĩ tới nhà họ Vũ Văn, chỉ dựa vào thánh huyết đế tuấn, trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi đã có lực lượng mới xuất hiện, bây giờ còn cùng hưởng một khoảng đất trời ở vùng ngoài lãnh thổ, nội tâm Thành Hạo cũng thầm cuộn trào mãnh liệt. Nhưng Cửu U Cung đó đâu dễ gì đối phó, trước đây chúng ta ra tay mạnh mẽ với Cửu U Cung, bọn họ sao có thể thu nhận chúng ta, Thành Vĩnh Chí lo lắng nói. Ha ha ha, Thành Hạo nghe vậy thì ngửa mặt cười nói, cậu cho rằng nếu như Cửu U Cung hẹp hòi như vậy thì có thể có địa vị như bây giờ hay sao? Cửu U Cung ra tay với chúng ta là bởi vì chúng ta không có lợi ích chung, ở trên thế giới này, chữ lợi luôn đứng đầu tiên. Thành Hạo nói với vẻ chắc chắn và đầy cao ngạo. Nghe tới đây, Thành Vĩnh Chí bất lực cười khổ, thật ra mọi hành vi của Thành Hạo bây giờ chẳng khác gì với một vụ cá cược cả. Dù là cược đúng thì nhà họ Thành có thể phục hưng được hay không cũng cực kỳ khó nói. Mà cược sai, vậy thì hai người họ rất nhanh sẽ rơi vào cảnh cùng đường không thể quay trở lại. Cụ tổ, lỡ như bước này lại sai, chúng ta sẽ không còn cơ hội để trở mình nữa đâu. Thành Vĩnh Chí cuối cùng vẫn nói ra nỗi lo của mình. Hừ, sẽ không sai đâu, hơn nữa, thánh huyết đế tuấn không thể tay không đi lấy, may là nhà họ Thành chúng ta cũng có một bình ẩm thiên tôn. Đây chính là quân bài có chất lượng tốt nhất trong tay chúng ta. Vốn dĩ tôi định giao nó cho Tư Mã Tư, nhưng bây giờ chỉ có thể dâng không cho Quảng Lăng Tử rồi.
Thành Hạo lên tiếng nói. Nhưng cụ tổ, trong tay Quảng Lăng Tử còn có cây giáo bá vương, đây là một mối lo lớn. Hơn nữa, suy đi tính lại, tôi lại cảm thấy Hân Nhi nói rất có lý, chúng ta nói mấy câu mềm mỏng với Tiêu Chính Văn, đứng về phía Tiêu Chính Văn mới là quyết định sáng suốt nhất. Thành Vĩnh Chí vội vàng nhắc nhở. Chưa nói tới bối cảnh, chỉ dựa vào nhân phẩm thôi, Tiêu Chính Văn có lẽ chính là người đáng tín nhiệm nhất. Hơn nữa, luận về thực lực, Tiêu Chính Văn chưa chắc đã không có sức mạnh đỉnh cao, nếu không nhà họ Võ cũng sẽ không kiên định đứng về phía Tiêu Chính Văn như thế. Hừ, Tiêu Chính Văn không gốc không dễ dựa vào đâu để so bì với Quảng Lăng Tử. Dù Tiêu Chính Văn không từ chối chúng ta, cậu ta cũng chỉ là kẻ có thực lực yếu nhất trong số mấy phương mà thôi. Thành Hạo lạnh lùng trầm giọng nói. Hơn nữa, trong tay có cây giáo bá vương càng nói lên rằng Quảng Lăng Tử không giống với mọi người, nếu không thì đâu có chuyện loại vũ khí có linh tính như cây giáo bá vương sẽ lựa chọn hắn ta. Cho đến hôm nay, Thành Hạo còn ôm một chút ảo tưởng, cũng bởi câu nói của nữ đế. Có lẽ đó không phải mưu hại Quảng Lăng Tử, mà sự thật đúng là như vậy. Nếu không vì sao nữ đế chỉ nói cây giáo bá vương, mà lại không nhắc chữ nào về kiếm tần vương. Cụ tổ, nếu Quảng Lăng Tử không có cây giáo bá vương, liệu thực lực của hắn có mạnh hơn Tiêu Chính Văn hay không? Từ lúc vừa bắt đầu, Tiêu Chính Văn đã yếu thế, kiếm tần vương trong tay anh vẫn chưa bao giờ được rút ra, nói cách khác, Tiêu Chính Văn mới là người vững vàng thận trọng nhất trong những người này. So với cây giáo bá vương, kiếm tần vương đã lánh đời hơn 2.000 năm, Tiêu Chính Văn là người thứ hai nắm được kiếm tần vương trong tay, trừ tần hoàng gia. So ra, cây giáo bá vương đã từng bị bao nhiêu người lấy được. Không nói đâu xa, Lưu Hắc Tháp thời Lý Đường đã từng có được cây giáo bá vương, nhưng kết quả thế nào? Thường Ngộ Xuân cũng là người có được cây giáo bá vương, cuối cùng lại ra sao? Còn không phải bị tịch thu tài sản giết hết cả nhà sao? Hừ, cậu cho rằng nữ đế sẽ tin lời nói bậy sao? Bà ấy là một người nói sao là vậy, cậu nghĩ như vậy, là vì cậu hoàn toàn không hiểu bà ấy. Thật ra thì, cậu vẫn hiểu lầm nữ đế, bà ấy không hề nâng đỡ để hại chết Quảng Lăng Tử, mà còn có một khả năng, đó là đang nhắc nhở Võ Anh Hào, hiểu không? Thành Hạo nói ra cách nhìn của cụ ta về chuyện này với tràn đầy lòng tin. Vừa dứt lời, đến cả Thành Vĩnh Chí cũng ngơ ngác, không sai, đúng là có khả năng đó. Sáng mai, chúng ta đi gặp Quảng Lăng Tử, đến lúc đó, hẳn sẽ có một điều ngạc nhiên mừng rỡ thật lớn cho xem, Thành Hạo khẽ mỉm cười, đi tới một quán trọ cách đó không xa. Người đời chỉ biết tranh giành thánh huyết của Đế Tuấn, nhưng lại không biết, thánh huyết của Đế Tuấn đâu phải rẻ rúng giống như nước mưa mà tùy tiện vẩy loạn. Nó cần một món bảo khí có tên là Ẩm Thiên Tôn để đựng. Mà thế ra có Ẩm Thiên Tôn lại không được mấy nhà, ít nhất trong trí nhớ của Thành Hạo, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không thể có được bảo khí này. Nói cách khác, không có sự trợ giúp của nhà họ Thành, dù Tiêu Chính Văn giết khắp bốn phương, cũng không thể có được thánh huyết của Đế Tuấn. Giờ phút này, trong trang viên nhà họ Khổng, Hứa Văn Long đang ngồi xếp bằng ở góc sân cạnh một hòn non bộ, xung quanh hắn, vô số chân khí tinh khiết đang mãnh liệt xông vào trong cơ thể hắn. Mà trước mặt hắn, có một con rồng trắng đang bay lên bay xuống. Đây là một trong 8 tuyệt kỹ lớn của Đế Vương Các, trước mặt hắn có hình thái cực âm dương đang xoay chuyển không ngừng, trên đỉnh đầu hắn lại như có một tòa thiên cung thu nhỏ hiện lên. Giờ phút này trên trán hắn đã rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Hồi lâu sau, một chữ triện cổ từ từ hiện lên trước mắt hắn. Ngay lúc chữ triện đó xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều như ngừng lại, thậm chí ngay cả thác nước từ trên hòn non bộ chảy xuống cũng dừng lại giữa không trung trong thoáng chốc. Giờ phút này khí tức của Hứa Văn Long cũng theo đó nâng cao lên mấy tầng, giống như ngay cả đất trời này cũng thần phục dưới chân hắn. Cuối cùng cũng thành công rồi, Khổng Hữu Bang nhìn về phía Hứa Văn Long. Mặc dù đến nay Hứa Văn Long đã nghiêng về phía nhà họ Tư Mã, nhưng Khổng Hữu Bang vẫn hy vọng Hứa Văn Long có thể nhanh chóng tiến vào cảnh giới nhân hoàng. Dựa vào điều này để chứng minh mắt nhìn người của ông ta. Ngày mai, bắt buộc phải bắt Tiêu Chính Văn trả cái giá thật đắt, giờ phút này, sau khi Hứa Văn Long rút chữ triện cổ về, trên mặt nở nụ cười tự tin. Trên người hắn dường như có một luồng sức lực mạnh liên tục không ngừng khiến hắn có sự tự tin và kích động dám đọ sức với trời đất. Dường như cả thế gian này đều phải nghe lệnh của hắn vậy. Mà trong một quán trọ nhỏ dưới chân núi Huệ Mi, khí tức của Thành Hạo lại hết sức bất ổn.
Mặc dù cụ và Thành Vĩnh Chí đều thoát được một kiếp nạn, nhưng cơ thể cũng bị thương nặng. Nhìn thấy khí tức của Thành Hạo bất ổn, rất có thể cảnh giới sẽ bị hạ thêm lần nữa, Thành Vĩnh Chí lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không nói gì. Ngay tại lúc này, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Quảng Lăng Tử, thấy rõ dáng vẻ của người tới đây, Thành Vĩnh Chí lập tức đứng lên đầy cảnh giác, đồng thời, một tay cầm chuôi kiếm. Nếu như tôi muốn giết các ông đã trở thành ma lâu rồi. Nhanh tránh ra, Quảng Lăng Tử đẩy Thành Vĩnh Chí ra, đi tới gần Thành Hạo, cúi đầu đánh giá Thành Hạo. Giờ phút này trông Thành Hạo khô cằn giống như già đi mấy chục tuổi, ngay cả hai bên tóc mai cũng hóa làm những sợi tóc bạc. Nghe nói các ông muốn tới nhờ cậy tôi, Quảng Lăng Tử nhìn thẳng vào Thành Hạo, hỏi. Thành Hạo cười khổ gật đầu, lại không đáp lời. Trước mắt, đối với hai người họ, Quảng Lăng Tử có quyền quyết định sống chết. Chỉ cần Quảng Lăng Tử ra tay, hai người họ không thể có đường sống. Được rồi, đã như vậy, nhiều bạn thì nhiều đường, đây cũng xem như sự bù đắp nho nhỏ của tôi với nhà họ Thành. Có điều, hy vọng ông đừng khiến tôi thất vọng, nếu không, tôi có thể lấy lại thứ đã cho ông bất cứ lúc nào. Quảng Lăng Tử nói xong thì lấy ra một bình sứ màu trắng từ trong ngực áo. Trên bình sứ còn cắm ba cành liễu. Thấy bình sứ trắng này, không chỉ Thành Vĩnh Chí hoàn toàn ngây dại, kể cả Thành Hạo cũng hít một hơi khí lạnh. Đó là bảo tịnh bình trong truyền thuyết, tuy rằng món đồ này không giống như dương liễu thanh bình trên tay Quan Âm đại sĩ trong miếu, có thể làm cây khô sống lại, nhưng cũng là một thánh phẩm trị thương. Chỉ thấy Quảng Lăng Tử rút ra một cành liễu từ trong bình, sau đó nhẹ nhàng chấm một giọt nước trong bình lên người Thành Hạo. Trong một chớp mắt, sức sống vô tận giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể Thành Hạo. Nếu người bình thường dính một giọt nước trong bảo tịnh bình này thôi, đã có thể trường sinh bất lão, thọ ngang đất trời, ít nhất có thể sống đến 300 tuổi. Quảng Lăng Tử hết sức đắc ý nói. Giờ phút này Thành Hạo và Thành Vĩnh Chí chỉ gật đầu liên tục, đã sớm kinh ngạc đến nỗi ngay cả một câu cũng không nói ra được. Nếu các ông lựa chọn giúp đỡ tôi, vậy đương nhiên tôi sẽ không ngồi nhìn ông ngày càng kiệt quệ. Vết thương của ông sẽ khôi phục trong vòng 2 giờ đồng hồ, Quảng Lăng Tử nhìn Thành Hạo, nói với vẻ tràn đầy tự tin. Mà ở một nơi khác, Khổng Tề Thiên đang chắp hai tay sau lưng, nhìn biển mây mênh mông, khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhạt. Thánh huyết của Đế Tuấn. Ha ha ha, chỉ cần lấy được thánh huyết của Đế Tuấn, thêm công pháp của vùng ngoài vũ trụ, chẳng bao lâu sau, hắn đã có thể so cao thấp với thần tiên trong truyền thuyết rồi. Đến lúc đó, Tiêu Chính Văn gì đó. Hoàng tộc ở vùng ngoài lãnh thổ gì kia, trong mắt hắn, đều không đáng nhắc tới. Cùng với thời gian trôi, giờ tí vừa qua khỏi, trên trời liền có một ngôi sao rơi vụt qua. Sao băng kia có cái đuôi rất dài, ánh sáng chói lóa, chiếu sáng khắp cả bầu trời đêm. Giờ phút này, không chỉ Hoa Quốc, ánh mắt của gần như toàn thế giới cũng tập trung về Hoa Quốc. Trên trời đêm, ngôi sao băng kia rơi với tốc độ hết sức chậm chạp, vẽ ra một chữ nhất thật dài trên bầu trời. Ánh sáng năm màu giống như đến từ thời viễn cổ. Đến rồi, Tư Mã Tư ngửa mặt trông về phía chân trời, tỏa ra khí thế ngất trời. Kịch hay mở màn rồi, Khổng Tề Thiên ngẩng đầu nhìn sao rơi trên bầu trời, ánh mắt sáng quắc, lẩm bẩm. Cảnh tượng này giống hệt như những gì được mô tả trong sách cổ, đặc biệt là phần đuôi dài của sao băng. Vào đúng lúc này, tất cả đại dương trên thế giới đều nổi lên một cơn sóng lớn, nước biển đen kịt, xông thẳng lên trời. Thậm chí còn cuộn lên một vòng xoáy cao hàng trăm mét. Vô số tàu thuyền đều bị cuốn lên trời rồi rơi xuống biển cùng một lúc. Thậm chí một số sông ngòi cũng cuộn trào sóng lớn chưa từng có, trên bầu trời sấm chớp từng hồi, ngay cả ánh trăng cũng bị che mất hoàn toàn. Thánh huyết của Đế Tuấn sắp xuất thế rồi, chúng ta xuất phát thôi, Khổng Tề Thiên quay đầu liếc nhìn Tư Mã Tư, trầm giọng nói. Lúc này, từ hai mắt ông ta phóng ra hai tia sáng. Giống như thần minh, bắn về phía sao băng trên bầu trời. Ngay khi Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên cùng bước ra, đuổi theo ngôi sao băng trên trời, thì đột nhiên trên trời nổ ra tiếng sấm sét lớn. Khổng Tề Thiên vội vàng thi triển cổ trúc giản để bảo vệ mình, vô số sấm sét đánh thẳng lên cổ trúc giản. Từng tia sáng lóe lên từng ký tự cổ đại kỳ lạ, loại bỏ hoàn toàn sức mạnh của sét. Cho dù là vậy, Khổng Tề Thiên cũng phải giật mình. Gần như rơi khỏi khoảng không. Lúc này, Quảng Lăng Tử đang nhìn lên trời cũng bước lên hư không, đuổi về phía sao băng.
Thành bại đều ở thời khắc này, Quảng Lăng Tử nói với vẻ kiên định. Hắn luôn chờ cơ hội này. Cửu U Cung đã nói rõ với hắn rằng chỉ những người có được thánh huyết của Đế Tuấn mới có được thiên hạ. Đồng thời cũng là người duy nhất có thể tiến vào di tích Long Tộc. Đối với mỗi người bọn họ, di tích Long Tộc có sức hút vô cùng lớn. Bất cứ ai tiến vào được di tích Long Tộc đều có thể trở thành chủ nhân trong tương lai. Quảng Lăng Tử cũng bị thuyết phục vì điều này. Hơn nữa, theo hắn thấy, ngoại trừ hắn ra, những người còn lại đều chỉ là thứ rác rưởi. Từ khi trưởng thành, ước mơ duy nhất của hắn là trở thành Đế Tuấn tiếp theo, nói cách khác, lý tưởng của hắn không phải ở giới thế tục, mà là trở thành một vị thần vương vạn cổ như Đế Tuấn. Sở dĩ Huệ Mi cùng một ruột với Cửu U Cung là vì Huệ Mi từ trước đến nay luôn trân trọng một bộ sách cổ tên Thế Thần Lục. Theo ghi chép của Thế Thần Lục, vào thời cổ đại, Đế Tuấn thật sự là một vị thần vương thượng cổ chân chính, nắm giữ mọi quyền thành trong thiên giới và giới thế tục. Cuối cùng vì sự sơ suất của Đế Tân mà Võ Vương đã có cơ hội tranh bá thiên hạ. Sau khi Đế Tuấn chết, Võ Vương đã uy hiếp Đế Tuấn, ra lệnh cho Đế Tuấn giao mọi quyền hành trong thiên giới và giới thế tục. Thậm chí, vì để buộc Đế Tuấn phải phục tùng, Võ Vương đã thuyết phục vợ của Đế Tuấn là Nga Hoàng. Đến nỗi Đế Tuấn bốn phương tám hướng đều có địch, nhưng cuối cùng, lúc Đế Tuấn đang hấp hối, bằng sức mạnh của mình, Đế Tuấn đã diễn hóa ra vùng ngoài lãnh thổ, phong ấn vô số kẻ thù lúc trước ở vùng ngoài lãnh thổ. Còn ông ta lại chết ở trên đỉnh Côn Luân trong giới thế tục. Đây chính là nguyên nhân chính giải thích vì sao Cửu U Cung và huyết tộc luôn căm ghét thế tục và những thế gia lớn từ thế tục chuyển đến vùng ngoài lãnh thổ. Theo quan sát của Quảng Lăng Tử, Cửu U Cung thực chất có quan hệ chặt chẽ với Đế Tuấn, bởi vậy, trong nhiều năm qua, chỉ cần Cửu U Cung hiện thế thì nhất định sẽ có bão tố đẫm máu, chính là để báo thù cho Đế Tuấn. Mà huyết tộc vô cùng căm hận đám hậu bối đã phản bội Đế Tuấn, ngược lại không có ý thù địch với hoàng tộc rời ra vùng ngoài lãnh thổ. Vì vậy, ấn tượng của huyết tộc trong mắt mọi người là vừa thiện vừa ác. Mà nguồn gốc của tất cả những điều này đều là Đế Tuấn. Một người đàn ông đã chết hàng nghìn năm, thậm chí là hàng vạn năm như vậy mà vẫn có sức ảnh hưởng đến đời sau, điều đó chủ cho thấy người này không tầm thường. Vì vậy, trong lòng Quảng Lăng Tử luôn mơ tưởng mình sẽ trở thành một nhân vật sánh ngang với Đế Tuấn. Mà di tích Long Tộc là cơ hội duy nhất để hắn thực hiện hóa ảo tưởng này. Lúc này, tay Quảng Lăng Tử cầm cây giáo bá vương, đối mặt với biển sét đột nhiên từ bầu trời giáng xuống, phóng tới ngôi sao băng kia. Trong chớp mắt, giáo bá vương chặn hết tất cả uy lực của sấm sét cho Quảng Lăng Tử. Bùm, bùm bùm. Trên trời, tiếng sấm không ngừng vang lên, Võ Anh Hào cũng nhìn về hướng đó với ánh mắt sáng ngời, khí thế của đế vương đột nhiên từ dưới đất tỏa ra bốn phía. Lên, với tiếng phẫn nộ của rồng. Một con rồng vàng khổng lồ bay lên không trung, va chạm với sấm sét vô tận. Lúc này, không chỉ có 8 người Hoa Quốc thể hiện năng lực của mình mà bên phía Âu Lục cũng có vài người phóng lên. Hầu như tất cả các phương tiện truyền thông trên thế giới đang phát sóng trực tiếp. Hàng tỷ người căng thẳng nhìn vào màn hình TV. Điều này không chỉ liên quan đến tương lai và vận mệnh và tương lai của Hoa Quốc, mà còn liên quan đến sự sống chết của tất cả mọi người. Sự thật đúng là như vậy, không chỉ người Hoa Quốc hiểu rõ, mà ngay cả người Âu Lục và Mỹ Lục cũng biết rằng ai lấy được thánh huyết của Đế Tuấn thì người có sẽ có được tương lai. Không ngờ, cái gọi là mưa sao băng đi vào lịch sử mấy ngàn năm trước hoàn toàn không phải là mưa sao băng, mà là do thánh huyết của Đế Tuấn xuất thế. Chẳng trách lại đại đường thịnh thế lại xuất hiện. Không ít người liên tưởng ngay đến sự kiện mưa sao băng được ghi chép vào lịch sử thời đầu nhà Tùy. Mặc dù ở Âu Lục và Mỹ Lục không có văn bản vào ghi lại, nhưng một số tranh tường tôn giáo đã ghi lại toàn bộ sự việc. Đặc biệt là trong tranh vẽ, mặt biển dữ dội càng khiến người ta nghĩ đến khả năng này. Giờ phút này, gần như toàn bộ thế giới đều chấn động, sông núi đảo ngược, mặt trời và mặt trăng không còn ánh sáng, tựa như thế giới có thể bị diệt vong bất cứ lúc nào. Một tiếng động lớn vang lên. Một vị giáo chủ phương Tây mặc thánh phục trắng bị tia sét màu tím đánh trúng, biến thành xương máu ngay tại chỗ. Cho dù vậy, sau lưng ông ta vẫn có vô số bóng người bay lên trời. Một người đàn ông mặc áo trắng, tay cầm kiếm thánh hoàng kim, đỡ một tia sét tím bằng một tay. Người bên cạnh hắn cũng tự bảo vệ mình bằng quyền trượng, uy phóng phóng lên không trung.
Giết, người đàn ông phương Tây cầm trượng còn chưa kịp định thần lại, Tư Mã Tư đã xuất hiện trước mặt hắn, đâm một kiếm xuyên qua ngực hắn mà không hề báo trước, máu tươi nóng hổi bắn thẳng vào mặt Tư Mã Tư. Thịnh Thánh Nho Điểm, tấn công, Khổng Tề Thiên cũng không muốn buông tay, liền vung cổ trúc giản trong tay. Cổ trúc giản lập tức phóng to lên vô số lần, gần như che lấp hơn cả nửa đám người trong giáo hội phương Tây. Đám người này còn chưa kịp vui mừng vì được Khổng Tề Thiên bảo vệ khỏi biển sét, thì phía trên cổ trúc giản phóng ra vô số tia sáng vàng. Chỉ cần tia sáng đó bay đến đâu thì tất cả mọi người sẽ biến thành xương máu trong chốc lát. Đồ con lợn, phải giết theo nhóm mới đủ nhanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khổng Tề Thiên nở nụ cười lạnh như băng, sau đó phất trúc giản trong tay lần nữa, bao phủ một đám người khác. Thấy sự đáng sợ của trúc giản trong tay Khổng Tề Thiên, đám người Âu Lục lập tức chạy tán loạn. Vụt, một thanh giáo dài nhanh như chớp lao vào đám người hỗn loạn, trong nháy mắt đã có mấy chục cường giả tan biến. Đám người Hoa Quốc các người lẽ nào còn muốn độc chiếm thánh huyết của Đế Tuấn sao? Lẽ nào các người đã quên Thiên Đạo Minh Ước đã cho phép chúng tôi tham gia tranh đoạt rồi à? Một vị giáo chủ mặc áo choàng trắng nhìn thấy cao thủ Âu Lục bị người của Hoa Quốc chém giết như lợn như chó, thậm chí còn không sót lại chút xương nào, hắn vô cùng tức giận. Hừ, từ trước đến nay, tư cách không phải là thứ do người khác ban cho. Anh không hiểu đạo lý tôn nghiêm nằm ở mũi kiếm mà còn muốn có được thánh huyết của Đế Tuấn sao? Một đám chó lợn mà cũng dám nói chuyện với thánh nhân. Nói xong, Tư Mã Tư vùng kiếm chém vị giáo chủ kia thành hai mảnh rồi ném xác hắn đến Hoàng Cung La Mã. Cùng lúc đó, một hố đen có kích thước bằng hàng trăm sân bóng lớn nhỏ xuất hiện trên đầu đám người Âu Lục và Mỹ Lục. Vô số mây đen ngược dòng, bay lên thành một vòng lốc xoáy cực lớn, một luồng khí tức hôi tanh ừ trong vòng xoáy tỏa ra. Vù, trên bầu trời như xuất hiện một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng hàng trăm cường giả Mỹ Lục. Trong phút chốc, một đám mây máu tràn ra, sau đó tiếng la hét thảm thiết cũng chợt tắt. Người Hoa Quốc phá vỡ quy tắc, chúng ta cũng ra tay, một vị giáo chủ mặc áo đỏ vung quyền trượng quát lớn. Đối mặt với cơn thịnh nộ của vị giáo chủ áo đỏ, đám người Tư Mã Tư chỉ cười khẩy đáng sợ. Mềm không được thì cứng vậy, quả nhiên, đám chó heo này chưa tiến hóa được đến văn minh. Ha ha ha, cùng với nụ cười khẩy khiến người khác sởn gai ốc của Tư Mã Tư, thanh trường kiếm kia trong tay hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo rồi biến thành một thanh thiên đao khổng lồ, chém thẳng về phía hàng trăm cường giả Âu Lục sau lưng hắn. Phù phù phù, âm thanh khó chịu không ngừng vang lên, vô số xác chết rơi thẳng xuống các đường phố lớn và con ngõ hẻm nhỏ của các nước Âu Lục. Máu tươi biến thành mưa, nhuộm đỏ khắp mặt đất Âu Lục. Chỉ dựa vào chút bản lĩnh của các ông mà cũng dám đến tranh giành thánh huyết Đế Tuấn. Thật là nực cười, Khổng Tề Thiên cười chế nhạo, trên mặt lộ ra vẻ châm biếm giễu cợt. Cho dù đều dốc sức phục vụ cho Thiên Đạo Minh Ước, nhưng những người Âu Lục và Mỹ Lục này chỉ tồn tại như lớp lót đệm trong tất cả các thế lực. Khi ở vùng ngoài lãnh thổ, Khổng Tề Thiên thậm chí chưa bao giờ coi những người này là người, trong mắt ông ta, những người này chẳng qua chỉ là một lũ lợn hai chân mà thôi. Do đó, khi ra tay giết chết những người Âu Lục và Mỹ Lục này, căn bản không hề nương tay. Ngay sau khi thiên đao của Tư Mã Tư chém qua, Khổng Tề Thiên lại lần nữa sử dụng cuộn sách cổ, chỉ với một chiêu thức đã giết chết hàng chục người. Ba người bọn họ có thể nói là đang đơn phương chém giết, mà những cường giả Âu Lục và Mỹ Lục vốn luôn tự cho mình là siêu phàm này khi đứng trước mặt ba người bọn họ, thậm chí đến sức phản kháng cũng không có. Chỉ có thể để cho đám người Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên mặc ý chém giết như cắt rau bổ dưa. Nhiều người dân thường ở Âu Lục và Mỹ Lục nhìn thấy cảnh này đều rơi vào sự tuyệt vọng sâu sắc. Trong ý thức hiểu biết nông cạn của bọn họ, từ thời kỳ xa xưa bọn họ đã áp chế say nghiền mọi thứ, nhưng hiện tại lại giống như những cái tát cực mạnh giáng vào mặt tất cả mọi người. Bầu trời lúc này đã biến thành địa ngục, tiếng kêu gào thảm thiết. Những phần còn lại của chân tay và xác chết từ trên không trung rơi xuống nhiều không đếm xuể. Người Hoa Quốc, các ông quá đáng rồi. Đúng lúc này, một nam thanh niên mặc trang phục La Mã bước vào khoảng hư không. Hắn là con trai của một trong ba vị vua Lao Di, nhưng chưa kịp thi thố gì đã bị một mũi giáo dài đâm thẳng vào người. Cho đến khi chết, hắn cũng không hiểu nổi người mà ngày thường chỉ có thể năm ăn năm thua với hắn như Quảng Lăng Tử, sao lại có thể giết chết hắn chỉ bằng một chiêu. Cậu, chuyện này,
Chuyện này không, không thể. Con trai Traianus ngơ ngác nhìn lỗ máu vẫn đang phun máu ra trên người mình, giơ ngón tay chỉ về phía Quảng Lăng Tử cách đó không xa. Hừ, tôi đường đường là 7 người con của Huệ Mi, cậu thật sự cho rằng tôi sẽ ngang hàng với 7 run dế các cậu sao? Bình thường chỉ là miễn cưỡng lấy lệ với các cậu thôi. Nhưng hiện tại, liên quan đến chuyện sống chết, liên quan đến tương lai. Nên, không cần nương tay với cậu, kiếp sau có làm người thì hãy thông minh lên. Các cậu chỉ xứng để ngưỡng vọng người Hoa Quốc, trước mặt người như tôi, các cậu chỉ có thể quỳ mà thôi. Phù, ngay khi giọng nói vừa dứt, Quang Lăng Tử vung cây giáo bá vương trên tay, một thi thể rơi xuống đập vỡ mái vòm của cung điện, trong chính điện của cung vua lún xuống một cái hố hình người. Lúc này, cả thế giới đều chìm vào im lặng. Đặc biệt là những người dân thường của Mỹ Lục và Âu Lục, bọn họ ngơ ngác nhìn vào màn hình, họ không thể tin được rằng trước mặt những cường giả của Hoa Quốc này, những người con của ba vị thần mà họ luôn tôn thờ như thần thánh lại không bằng loài run dế. Bọn họ thật sự không thể chấp nhận câu nói cuối cùng vừa rồi của Quảng Lăng Tử, trước mặt người Hoa Quốc, bọn họ chỉ đáng quỳ xuống. Nhưng hiện thực lại là như vậy, cho dù đội cả sấm sét dày đặc như mưa phùn, ba người của Hoa Quốc vẫn chém giết người của Âu Lục và Mỹ Lục dễ dàng như cắt rau bổ dưa. Gần như chỉ một cái búng tay đã có vô số đầu người rơi xuống đất. Đêm dài lắm mộng, nhất định phải nhanh chóng đoạt lấy Thánh Huyết Đế Tuấn trước khi Võ Anh Hào đến. Nhanh lên, giết hết đám chó heo ngáng đường này. Trong khi nói, Khổng Tề Thiên lại ra tay. Mà bên kia, cây giáo bá vương trong tay Quảng Lăng Tử cũng giống như vào chỗ không người, tùy ý xuyên qua đám người như con thoi, thu gặt những sinh mạng. Náo nhiệt như vậy, sao không rủ tôi với? Vừa dứt lời, Võ Anh Hào cũng dùng kiếm tấn công, chém hai vị giáo chủ áo trắng chặn trước mặt anh ta, lộ ra một nụ cười lạnh lùng về phía đám người Quảng Lăng Tử. Hả, Tư Mã Tư và những người khác gần như đồng thời nhìn về phía Võ Anh Hào. Sao chỉ có mình anh? Tiêu Chính Văn đâu rồi? Tư Mã Tư không khỏi nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Không có gì để nói. Trong khi đó, Võ Anh Hào đã chém thêm 3 người. Không có thời gian nữa, nhanh lên. Một ý nghĩ nhanh như chớp lóe lên trong đầu Tư Mã Tư, có lẽ bây giờ Tiêu Chính Văn đang bị những chuyện vụn vặt của giới thế tục quấn lấy, vì vậy, nhất định phải gấp rút giải quyết những rắc rối trước mắt trước khi Tiêu Chính Văn đến. Dù sao Võ Anh Hào lúc này chỉ có một mình, căn bản không thể chống chọi với 3 người bọn họ. Tư Mã, khoan đã, Khổng Tề Thiên gào lên với vẻ mặt cực kỳ khó coi, thu cuộn sách cổ về. Sở dĩ bọn họ muốn tàn sát những người Âu Lục và Mỹ Lục này bằng mọi giá, một mặt quả thực là vì chưa bao giờ xem bọn họ là con người. Mà mặt khác, dù sao Tiêu Chính Văn cũng sống ở giới thế tục, hơn nữa còn là người của giới chính trị Hoa Quốc, nếu các cường giả trên khắp thế giới đều bị các cường giả Hoa Quốc tàn sát, nhất định sẽ dẫn đến những tranh chấp ngoại giao. Đến lúc đó, Tiêu Chính Văn sẽ không kịp ứng phó những tranh chấp ngoại giao này, càng không thể phân thân tranh giành Thánh Huyết Đế Tuấn với bọn họ. Tuy nhiên, nụ cười kia của Võ Anh Hào lại khiến trong lòng Khổng Tề Thiên nặng trĩu. Không thể đợi thêm nữa, Thánh Huyết Đế Tuấn sắp rơi xuống rồi. Thanh trường kiếm trong tay Tư Mã Tư vung lên liên tục, tăng nhanh tốc độ chém giết. Tư Mã, Tiêu Chính Văn còn chưa xuất hiện, tôi sợ có biến. Linh tính chẳng lành trong lòng Khổng Tề Thiên càng lúc càng mạnh. Cho dù có biến, cũng tuyệt đối không thể để đám run dế này tranh giành Thánh Huyết Đế Tuấn, giết. Quảng Lăng Tử gầm lên giận dữ, lại lần nữa lao vào đám đông và chém giết. Vào lúc này, trên bầu trời chém giết liên tục, tiếng kêu gào thảm thiết liên hồi, gần như toàn bộ bầu trời đều bị máu nhuộm đỏ. Trong nháy mắt, cao thủ của Âu Lục và Mỹ Lục gần như không còn mấy người, mà những người may mắn sống sót đều là những người giỏi nhất trong số bọn họ. Sau khi giết chết khoảng 10 mấy giáo chủ cuối cùng, Quảng Lăng Tử bị một đại giáo chủ áo đỏ đến từ tòa thánh Roma quấn lấy. Mà Tư Mã Tư cũng có một cuộc chiến khó giải quyết với con trai của Sala, một trong 3 vị hoàng đế. Giết đi, món nợ giữa chúng ta, sau này hãng tính. Khổng Tề Thiên quay lại nhìn Võ Anh Hào. Võ Anh Hào không chút do dự, ngay lập tức hợp sức với Quảng Lăng Tử giết chết vị đại giáo chủ áo đỏ kia giữa bầu trời. Mà sau khi Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư hợp lực giết chết con trai của Sala, không đợi cho Võ Anh Hào kịp định thần lại, bèn đồng thời ra tay về phía Võ Anh Hào. Thịch, cuộn sách cổ đập thẳng vào lưng của Võ Anh Hào.
Võ Anh Hào hoàn toàn không ngờ rằng bản thân mình vừa ra tay giúp đỡ đối phương giải quyết rắc rối mà đối phương lại lấy oán trả ơn, ra tay với anh ta. Vì vậy, Võ Anh Hào chưa kịp ra tay, đã bị đánh đến mức nôn ra máu và toàn thân run rẩy không ngừng. Tiêu diệt anh ta, Tư Mã Tư lắc thanh trường kiếm trong tay và chuẩn bị giết Võ Anh Hào. Đợi đã, Tiêu Chính Văn đang ở gần đây. Khổng Tề Thiên vội vàng tiến lên trước chặn Tư Mã Tư. Cao thủ đọ sức, không thể có chút sơ suất nào. Ngộ nhỡ trong lúc mọi người tấn công Võ Anh Hào, Tiêu Chính Văn đột nhiên đánh ra thì gần như chỉ một chiêu cũng có thể kết liễu mạng sống của ba người bọn họ. Đến lúc đó, chẳng phải bọn họ đang giúp sức cho Tiêu Chính Văn sao? Không có thời gian nữa. Ông nhìn bên kia xem. Tư Mã Tư lấy tay chỉ vào ngôi sao băng phía chân trời, chỉ thấy sao băng đã đỏ tươi như máu. Điều này cho thấy rằng Thánh Huyết Đế Tuấn có thể rơi xuống nhân gian bất cứ lúc nào. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Tiêu Chính Văn, nếu Tiêu Chính Văn không bị quấn lấy, anh nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng nhìn khắp bốn phía mênh mông, nào có bóng dáng của Tiêu Chính Văn? Theo tôi thấy, Tiêu Chính Văn 8-9 phần là đã từ bỏ rồi. Ngay khi giọng nói của Quảng Lăng Tử vừa dứt, một con rồng vàng từ xa bay tới, lao vùn vụt về hướng sao băng dự kiến sẽ rơi xuống. Là Tiêu Chính Văn, đồng tử của Tư Mã Tư hơi co lại, kinh ngạc nói. Con rồng lớn màu vàng đó, thở ra hơi thở nặng nề, loại khí tức vô cùng uy nghiêm đó quả thực giống như một con thần long thực thụ bị Tiêu Chính Văn dẫm lên. Mà phía sau Tiêu Chính Văn còn có ba con rồng lớn màu đỏ, trắng và tím, đang quay xung quanh anh. Hắn quả nhiên đến rồi. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn, Khổng Tề Thiên lại thở phào nhẹ nhõm. Theo ông ta thấy, chỉ ít đối mặt trực tiếp với kẻ thù còn tốt hơn là rơi vào mưu kế của người ta. Quay đầu lại nhìn Võ Anh Hào đã bị thương nặng, Khổng Tề Thiên đột nhiên chỉ tay vào Tiêu Chính Văn rồi nói với Tư Mã Tư và Quảng Lăng Tử. Trừ khử Tiêu Chính Văn trước, ra tay. Khổng Tề Thiên vừa dứt lời. Mấy người Quảng Lăng Tử gần như lao về phía Tiêu Chính Văn chém giết cùng một lúc. Lúc này, gần như trời đất một phương đều bị ba người làm cho chấn động, khí tức cuồn cuộn giống như muốn hủy diệt trời đất nơi này bất cứ lúc nào. Đối diện với sự công kích đáng sợ như vậy, Tiêu Chính Văn lại chỉ điềm nhiên nở nụ cười, sau đó khẽ dẫm lên đầu rồng, Kim Long lập tức bay lên cao, tránh được đòn công kích liên thủ của ba người. Cái gì? Nhìn thấy đòn đánh kinh thiên của ba người đều thành công cốc. Khổng Tề Thiên quay phát đầu lại nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang hiên ngang đứng bên trên con rồng lớn. Tiêu Chính Văn bình thản nhìn về phía ba người, trong mắt lóe lên một tia sát khí, lạnh giọng nói, nếu như mọi người đều đã tập trung đông đủ rồi, vậy thì tính nợ luôn một thể đi. Tư Mã Tư thu kiếm trong tay, liếc mắt nhìn Võ Anh Hào đang bị trọng thương, lúc này mới yên tâm nói với Khổng Tề Thiên tính thế nào. Rất rõ ràng. Giết chết Tiêu Chính Văn tuyệt đối không dễ dàng như làm cho Võ Anh Hào bị thương, thế nhưng sao băng phía chân trời đã hóa thành một ao máu, Thánh Huyết Đế Tuấn có thể rơi xuống nhân gian bất cứ lúc nào. Cũng có thể nói, ba người bọn họ hoặc là thỏa hiệp với Tiêu Chính Văn, mọi người chia đều Thánh Huyết Đế Tuấn, hoặc là trơ mắt nhìn Thánh Huyết Đế Tuấn rơi xuống thế tục, nuôi dưỡng đất mẹ, mà bọn họ rốt cuộc chẳng thu lại được gì. Trói lấy cậu ta, chúng ta chia đều Thánh Huyết Đế Tuấn. Khổng Tề Thiên lạnh lùng lên tiếng. Đây cũng là cách duy nhất lúc này, mặc dù Khổng Tề Thiên ôm mục đích bắt buộc phải chiếm được Thánh Huyết Đế Tuấn, thế nhưng phân chia lợi ích với Tư Mã Tư và Quảng Lăng Tử vẫn tốt hơn là để cho Tiêu Chính Văn một mình chiếm lợi. Anh Tiêu, tôi giúp anh ngăn bọn họ lại, dù thế nào thì Thánh Huyết Đế Tuấn cũng không thể rơi vào trong tay ba người bọn họ được. Võ Anh Hào cố gắng nhịn cơn đau, đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn nói. Với tình trạng hiện tại của anh ta, đừng nói là tranh đoạt Thánh Huyết Đế Tuấn, ngay tới bảo vệ tính mạng cũng là một vấn đề lớn. So với việc để cho mấy tên tiểu nhân như Khổng Tề Thiên chia chác Thánh Huyết Đế Tuấn, chỉ bằng hy sinh bản thân, đưa Thánh Huyết Đế Tuấn cho Tiêu Chính Văn. Chỉ là Tiêu Chính Văn dường như không hề bận tâm tới Thánh Huyết Đế Tuấn, ngược lại sát khí khắp người lại ngày càng nồng đậm hơn. Hừ, mơ đi, Tiêu Chính Văn vĩnh viễn đừng hòng chiếm được Thánh Huyết Đế Tuấn. Võ Anh Hào vừa nói dứt lời. Một tiếng gầm phẫn nộ đột nhiên truyền tới từ bên ngoài cả trăm dặm. Hứa Văn Long và Khổng Hữu Bang cũng chân đạp trên ánh sáng lấp lánh mà tiến tới, nhếch mép cười nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Giữ bọn họ lại, chúng ta đi lấy Thánh Huyết Đế Tuấn. Khổng Tề Thiên gầm lên một tiếng, rút ra một cái đồ đựng bằng đồng trông giống như chai rượu.
Tiêu Chính Văn chỉ bình tĩnh đứng trên hư không, điềm nhiên nhìn về phía hai người Khổng Hữu Bang và Hứa Văn Long. Từ đầu tới cuối, dường như Tiêu Chính Văn chẳng có chút dáng vẻ gì là quan tâm tới Thánh Huyết Đế Tuấn, điều này khiến cho Khổng Tề Thiên sinh lòng hoài nghi. Dù Tiêu Chính Văn tới từ thế tục thì cũng nên hiểu rõ Thánh Huyết Đế Tuấn tượng trưng cho điều gì, tuyệt đối không thể để cho Thánh Huyết Đế Tuấn trở thành nguồn dinh dưỡng cho lòng đất. Còn về việc từ bỏ thì càng không có gì để nói, nếu không thì tại sao Tiêu Chính Văn lại xuất hiện ở đây vào thời khắc mấu chốt như vậy? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đôi bên vẫn ở trong thế đối đầu từ xa. Hừ, Tiêu Chính Văn, bây giờ là năm đấu hai, mấy người đã không còn cơ hội nữa rồi, Tư Mã Tư đắc ý cười lạnh lùng nói. Dù Tiêu Chính Văn có anh dũng tới đâu thì cũng chẳng thể lấy một địch năm, còn về Võ Anh Hào thì đã bị trọng thương từ lâu, với tình hình của anh ta, e rằng không trở thành mối phiền phức của Tiêu Chính Văn đã là tốt lắm rồi, căn bản không thể ngăn cản được ba người bọn họ. Nghĩ tới đây, Tư Mã Tư cũng rút ra một cái đổ đựng trông như bình rượu từ trên người rồi đi thẳng về phía ngôi sao băng kia. Thế nhưng cùng lúc hắn quay người đi, Tiêu Chính Văn cũng hành động. Vút, một con thương long màu tím lao thẳng lên không, ngay lập tức chặn đường đi của Tư Mã Tư lại. Các vị, rất xin lỗi, e rằng mấy người không lấy được Thánh Huyết Đế Tuấn đâu, Tiêu Chính Văn tôi cũng không có hứng thú với Thánh Huyết Đế Tuấn, tôi tới nơi này chỉ là để tiễn các vị một chặng đường mà thôi. Trên mặt Tiêu Chính Văn quét qua một nụ cười lạnh lùng. Thật ra đối với Tiêu Chính Văn mà nói, Thánh Huyết Đế Tuấn không hề quan trọng như trong tưởng tượng của những người khác, dù gì anh cũng đã có được ba trái tim rồng, chỉ cần một giọt Thánh Huyết đã đủ tư cách tiến vào di tích Long tộc rồi. Số Thánh Huyết còn lại, kể cả dùng để nuôi dưỡng đất mẹ thì đối với Tiêu Chính Văn mà nói cũng chẳng sao hết. Ngược lại mặt đất nhận được sự nuôi dưỡng của Thánh Huyết Đế Tuấn sẽ mang lại lợi ích bất tận cho Hoa Quốc. Không chỉ những người bình thường sinh sống trên mảnh đất này, tuổi thọ có thể kéo dài tới hơn 200 tuổi. Ngay cả hoa màu được trồng trên mặt đất cũng sẽ có một loại linh khí giúp cho tất cả người bình thường đều không bao giờ có bệnh tật gì. Cái gì? Sau khi mấy người Khổng Tề Thiên nghe thấy lời Tiêu Chính Văn nói thì không khỏi nở nụ cười lạnh lùng. Đặc biệt là Quảng Lăng Tử thì càng nói với vẻ chế nhạo, Tiêu Chính Văn, anh không sợ gió lớn cắt đứt đầu lưỡi nhỉ, không tranh giành Thánh Huyết Đế Tuấn. Anh vạn dặm xa xôi chạy tới đây để nộp mạng hay sao? Ha ha ha, xem ra là tôi đã đánh giá cao cậu rồi. Vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn tiếng tăm lừng lẫy chẳng qua cũng chỉ tới thế mà thôi, Khổng Tề Thiên không ngừng lắc đầu. Trước lúc đó, ông ta vẫn xem Tiêu Chính Văn như là kẻ địch mạnh nhất của mình, hơn nữa vẫn luôn cẩn thận ứng phó. Thế nhưng sau khi Tiêu Chính Văn nói ra mấy lời này, Khổng Tề Thiên không khỏi cảm thấy bản thân có phần đánh giá quá cao Tiêu Chính Văn rồi. Cái gì mà để tiễn mấy người họ một đoạn đường? Dù là Khổng Tề Thiên trong tay nắm giữ chân quyền thượng cổ của nhà họ Khổng thì cũng không dám nói ra mấy lời ngông cuồng này. Tình thế trước mắt Tiêu Chính Văn cũng nhìn ra rõ, lấy một địch năm, anh căn bản không thể lấy được Thánh Huyết Đế Tuấn, vậy nên mới dự định kìm chân mấy người này, biến Thánh Huyết Đế Tuấn thành nguồn dinh dưỡng nuôi dưỡng đất mẹ. Nói trắng ra là ăn không được thì đạp đổ. Chuyện này có khác gì với người nhà họ Khổng bọn họ đâu chứ? Mọi người ngoài miệng đều ra vẻ đạo mạo, thế nhưng phía sau lại cực kỳ tư lợi. Dù là Quảng Lăng Tử cũng không ngừng lắc đầu, những lời này của Tiêu Chính Văn quả thực hơi hống hách. Tôi đã nói từ lâu, người này không đáng để coi trọng. Chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối của thế tục, căn bản chẳng có gì đáng lo, trên mặt Quảng Lăng Tử lộ ra vẻ thoải mái cực kỳ rõ ràng. Theo hắn thấy, Tiêu Chính Văn chẳng qua là vì chuyện nhà họ Thành ở Thái Sơn nên mới ghi hận mọi người mà thôi. Thế nhưng bất cứ một đệ tử nào có xuất thân từ thế gia lớn đều hiểu rõ, chuyện của thế gia căn bản không có phân định đúng sai, càng không có thiện ác, mục đích của mọi người đều là lợi ích. Đây chính là lý do tại sao các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ một ngày trước lại giống như kẻ thù truyền kiếp ra tay mạnh mẽ, nhưng chỉ nháy mắt đã có thể liên thủ ngừa địch. Tiêu Chính Văn thân là vua Bắc Lương của Hoa Quốc mà ngay tới đạo lý giản đơn như vậy cũng không hiểu. Loại người này căn bản không xứng tranh giành với con cháu có xuất thân từ thế gia lớn giống như bọn họ. Đây gọi là kẻ có thể làm nên chuyện lớn đều không câu nệ tiểu tiết. Mà Tiêu Chính Văn lại đang so đo được mất của mấy cái lợi ích không đáng kể kia. Cũng chính vì như vậy, sau khi biết rõ hai người Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư có ý định giết mình mà Quảng Lăng Tử vẫn liên thủ với họ. Chỉ cần có được Thánh Huyết Đế Tuấn, cuối cùng vẫn còn chưa biết ai thắng ai.
ít nhất ở trên phương diện này, Quảng Lăng Tử tự cho rằng tầm nhìn của bản thân đã bỏ xa Tiêu Chính Văn mấy chục con phố rồi. Ồ, không đáng để lo nghĩ sao, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng nhưng vẫn chưa ra tay. Hôm nay có thể nói là một buổi tiệc lớn nghìn năm mới có một lần, tuyệt đối không thể chỉ có mấy người bọn họ nhảy ra. Tiêu Chính Văn vẫn đang đợi, anh phải đợi tới sau khi tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ thì mới tính sổ một thể với mấy người này. Tiêu Chính Văn, thân là vua Bắc Lương, vậy mà ngay tới đạo lý tối đa hóa lợi ích mà anh cũng không hiểu, vẫn còn so đo mấy chuyện quá khứ, chúng tôi quả thực quá đề cao anh rồi. Hơn nữa, một người đã chết thì thậm chí ngay tới tư cách để mở miệng nói chuyện cũng không có, thế nhưng đáng tiếc, đạo lý đơn giản như vậy mà anh lại không hiểu. Quảng Lăng Tử một tay cầm cây giáo bá vương, một tia sáng sắc lạnh đột nhiên từ mũi giáo lao về phía Tiêu Chính Văn. Cậu tiến chúng tôi lên đường mà cậu cũng dám nói, tôi không thể không khâm phục năng lực tưởng tượng của cậu, đáng tiếc, đó chỉ cậu mộng tưởng đẹp đẽ của anh mà thôi. Những người có mặt ở đây ngày hôm nay, cậu có thể giết được ai chứ? Khổng Tề Thiên cười lạnh lùng chế nhạo. Dù là ông ta hay là Tư Mã Tư thì đều không dễ đối phó. Còn Quảng Lăng Tử sở hữu cây giáo bá vương, chiến lực không phải là thứ mà người bình thường có thể đọ lại. Tôi biết, cậu có sở trường về trận pháp không gian, thậm chí có thể sánh ngang với sơ tổ của Hoa Sơn, thế nhưng rất đáng tiếc, trận pháp không gian không phải là vạn năng. Còn có một chuyện e rằng cậu vẫn chưa biết, tất cả không gian mà trận pháp không gian mở ra đều có liên quan tới bản thân cậu, e rằng chỉ cần một giọt thánh huyết đế tuấn chảy vào trong trận pháp không gian thì cậu sẽ chỉ còn đường chết. Khổng Tề Thiên lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó nghênh ngang quay người đi về phía ngôi sao băng trên bầu trời kia. Theo ông ta thấy, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn không có tư cách tranh đoạt với mấy người bọn họ nữa rồi. Bất cứ ai trong số mấy người cũng đừng hòng rời khỏi đây nửa bước. Tiêu Chính Văn bình thản lên tiếng. Vừa nói, xích long phía sau lưng Tiêu Chính Văn và con rồng lớn màu tím hợp thành một đường kết giới chỉ trong nháy mắt, bao gọn hết tất cả mọi người vào bên trong. Tiêu Chính Văn, khoản nợ giữa chúng ta cũng nên tính toán được rồi. Đúng vào lúc này, Hứa Văn Long đột nhiên gầm lên đầy phẫn nộ, sải bước tiến ra, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Bây giờ cảnh giới của Hứa Văn Long đã cố định ở nhân vương cấp 7, cao hơn sức chiến đấu trước đây không chỉ một bậc, lúc này hắn hoàn toàn có thể coi thường Tiêu Chính Văn đang ở cảnh giới nhân vương cấp 5 rồi. Thậm chí còn có thể giết chết Tiêu Chính Văn bằng sự áp chế. Suy cho cùng bất kể Tiêu Chính Văn có bao nhiêu con át chủ bài thì cảnh giới của anh vẫn ở đó, nhân vương cấp 5 mà thôi, sự cách biệt của hai cảnh giới nhỏ chắc chắn không phải là thứ Tiêu Chính Văn có thể bù đắp bằng ngoại lực. Ngay cả trong mắt thiên tài như Hứa Văn Long thì hai cảnh giới nhỏ cũng xem như là khoảng cách khá lớn. Quảng Lăng Tử có thể lội ngược dòng, thậm chí khiêu khích cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1, cấp 2, đó là nhờ cây giáo bá vương. Còn Khổng Tề Thiên là vì ông ta có cuốn sách cổ của nhà họ Khổng và có thể dựa vào nó. Hơn nữa Khổng Tề Thiên đã trải qua 5 lần luân hồi, đã mạnh cực kỳ rồi. Tiêu Chính Văn có gì chứ? Kiếm Tần Vương sao? Hứa Văn Long không phải chưa từng nhìn thấy uy lực của Kiếm Tần Vương, có lẽ vì cảnh giới lúc đầu của hắn quá thấp nên mới sinh ra sự sợ hãi, nhưng bây giờ đã khác, cảnh giới của hắn đã cố định ở trên nhân vương cấp 7 rồi. Điều này có nghĩa là những đối thủ có thể khiêu khích hắn trước đây giờ hoàn toàn bị hắn dẫm đạp dưới chân. Còn trận pháp không gian của Tiêu Chính Văn càng bị Hứa Văn Long coi thường, uy lực của trận pháp tỷ lệ với cảnh giới càng cao thì uy lực của trận pháp mới càng lớn. Mà trận pháp vượt cấp giết đối thủ cũng có giới hạn, cùng lắm cũng chỉ có thể vượt được một hai cảnh giới nhỏ mà thôi. Nhưng cảnh giới nhỏ của cảnh giới nhân vương nào có dễ vượt cấp như thế? Bây giờ cách biệt một trời một vực như thế, để xem Tiêu Chính Văn làm sao có thể đánh với mình. Thế nên Hứa Văn Long cực kỳ tự tin, kiêu ngạo tiến đến trước một bước chạy đến chỗ Tiêu Chính Văn. Bí thuật cổ của đế vương các khóa chặt không gian xung quanh, lúc này hư không to lớn đã như một chiếc lồng nhốt với Tiêu Chính Văn, dù anh có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Tiêu Chính Văn, cậu cũng chỉ xứng thắng một nhân vật nhỏ như thế mà thôi, các cậu mới từ từ chơi đùa. Bọn tôi đi trước một bước. Khổng Tề Thiên quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn cười nhạo. Lúc này ba người họ đã rời hết sự chú ý sang ngôi sao băng đó rồi, chuẩn bị giành lấy thánh huyết đế tuấn bất cứ lúc nào, làm gì có thời gian quan tâm đến Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nở nụ cười lạnh nhạt,
hơi lắc ngón tay nói, Hứa Văn Long vẫn không xứng làm đối thủ của tôi. Sau đó Từ Tốn quay đầu lại nhìn Hứa Văn Long đang bước đến bỗng quát lên, cút. Tiếng hét này vang lên, không gian xung quanh bỗng rung chuyển, ngay cả ngôi sao băng ở phía chân trời kia cũng rung lắc theo. Sức mạnh này như thể được truyền đến từ ngoài không gian, rộng lớn như vũ trụ mênh mông, hư không vừa rồi còn như một chiếc lồng nhốt lúc này đã bị tiếng hét của Tiêu Chính Văn giam cầm. Nhìn sang Hứa Văn Long, nào còn uy thế như lúc nãy nữa. Chỉ một tiếng hét thôi mà đã khiến Hứa Văn Long sững người trong không trung, đôi chân vừa sải bước ra cũng tức khắc dừng lại, hai mắt vô thần nhìn Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn khẽ giơ tay lên, không đợi Hứa Văn Long hoàn hồn, Tiêu Chính Văn đã cách không khí tóm lấy hắn. Một bàn tay lớn như kìm sắt siết chặt cổ Hứa Văn Long. Mặt khác, Hứa Văn Long lại như một con gà yếu ớt ở trước mặt Tiêu Chính Văn, không có sức phản kháng. Đám người Khổng Tề Thiên vừa quay người đi bỗng dừng bước, đồng loạt quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn ở đằng sau. Khổng Hữu Bang đứng ở cách đó không xa đang đắc ý khuôn mặt cũng cứng nhắc, không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 7, còn là nhân tài mà đế vương các và nhà họ Tư Mã xem trọng, hơn thế nữa còn đứng đầu với bí thuật của đế vương các lại bị Tiêu Chính Văn túm lấy như túm một con gà con vậy à. Hứa Văn Long bị siết chặt cổ cũng hoàn hồn. Vì bị nghẹt thở nên sắc mặt hắn cũng đỏ bừng, trong lúc hoảng sợ, tay chân vung loạn xả túm chặt lấy bàn tay to lớn đang siết cổ mình của Tiêu Chính Văn. Nhưng hắn nhận ra sức mạnh cuồn cuộn trong người mình như bị rút cạn, cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể khai triển chút sức lực nào. Bàn tay đó của Tiêu Chính Văn giống như ghim chặt trên cổ, cho dù hắn có làm gì cũng không thể động đậy. Không, không thể nào. Con người Khổng Tề Thiên trừng lớn. Không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Quảng Lăng Tử cảm thấy da đầu mình như tê lại, cảm giác ớn lạnh. Tư Mã Tư cũng nhíu chặt mày nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn, ánh mắt hiện lên vẻ kiêng dè. Chỉ có Võ Anh Hào là không bất ngờ gì nhìn Tiêu Chính Văn, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của trưởng lão nhà họ Võ, Tiêu Chính Văn mới là người bí ẩn nhất cũng là người có thực lực khó đoán chừng nhất trong số những người này. Cao thủ nhân vương cấp 7 lại có vẻ yếu ớt khi ở trước mặt Tiêu Chính Văn. Chỉ dựa vào anh ta mà cũng xứng đánh với tôi à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ngay cả mấy người Triệu Kế Hồng đứng ở xa nhìn mọi chuyện diễn ra cũng cảm thấy giật mình, huống gì mấy người ở hiện trường này. Mặc dù nhân vương cấp 7 vẫn còn cách biệt với cảnh giới của họ nhưng nếu hỏi thật lòng thì Triệu Kế Hồng cũng không thể đảm bảo rằng chỉ cần mình đánh bừa một đòn là có thể bắt được cao thủ nhân vương cấp 7 vào trong tay. Phải biết là bản chất của giết và bắt sống khác nhau, ngay cả cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1 muốn bắt sống nhân vương cấp 7, thậm chí là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp cao hơn cũng tốn nhiều sức lực. Ngay cả Thành Hạo trốn ở trong chỗ tối cũng không khỏi ớn lạnh. Nhất là trước đó Thành Hạo luôn xem thường Tiêu Chính Văn, tự cho rằng đời này Tiêu Chính Văn cũng không thể vượt qua nhân vương cấp 5 này, còn về việc tranh giành thánh huyết đế tuấn thì Tiêu Chính Văn hoàn toàn không có tư cách đó. Nhưng lúc này Thành Hạo mới nhận ra thực lực của Tiêu Chính Văn đủ để áp đảo đám người Tư Mã Tư. Sao Tiêu Chính Văn có thể chỉ giơ tay lên thôi đã áp đảo được một cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 7 được chứ? Sao cậu ta có thể làm được? Ở trên khắp thế giới này, ngoài mấy người Triệu Kế Hồng là một trong số ít các cao thủ cảnh giới nhân hoàng thì nhân vương cấp 7 đã là đỉnh cao rồi. Điều này khác hoàn toàn với mấy người Long Nguyệt giết chết cao thủ nhân hoàng cấp 1 với cảnh giới ngang nhau. Ở cảnh giới lớn nhân vương này, Tiêu Chính Văn thế mà có thể vượt đến hai cảnh giới nhỏ, chỉ giơ tay ra thôi đã khống chế được Hứa Văn Long. Hơn nữa lại còn làm dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ là chút việc nhỏ thôi, đáng để ngạc nhiên thế đến sao, Tiêu Chính Văn cười mỉa, quay đầu nhìn Khổng Tề Thiên và Quảng Lăng Tử còn đang hoảng hồn. Chỉ thấy ngón tay Tiêu Chính Văn hơi dùng sức rắc, tiếng xương cốt bị đứt gãy vang lên rất rõ, ngay sau đó Hứa Văn Long bỗng trợn trừng hai mắt. Cổ lệch sang một bên, không còn hơi thở. Tiêu Chính Văn buông tay ra, thi thể Hứa Văn Long rơi tự do đập vào một ngọn núi nhỏ bên dưới. Phụt, một cây thông trăm năm tuổi đâm xuyên qua thi thể của Hứa Văn Long, máu chảy xuống dọc theo thân cây. Bị một cây lớn đâm thủng người, dù là chết thì cơ thể của cường giả cảnh giới nhân vương cũng rắn chắc như đá. Không phải là thứ mà một cây lớn có thể đâm xuyên qua, trừ khi trước khi Hứa Văn Long sắp chết. Tiêu Chính Văn đã rút cạn hết chân khí trong người hắn.
lúc này cả thế giới đều chìm trong im lặng. Ngay cả Khổng Tề Thiên và Quảng Lăng Tử đổi sắc. Cậu đã đoạt đi cơ hội sống của cậu ta. Khổng Tề Thiên híp mắt, trầm giọng hỏi. Không hổ là thế tử nhà họ Khổng, có thông đồng với vùng ngoài lãnh thổ, có kiến thức với những người khác rất nhiều. Thế nào, bây giờ còn nghĩ tôi tiễn các ông một đoạn đường là một câu nói đùa không? Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng kiêu ngạo đứng trong không trung. Mặc dù Tiêu Chính Văn vẫn đứng tại chỗ nhưng Quảng Lăng Tử lại không khỏi lùi về sau một bước. Cuối cùng hắn cũng ý thức được sự đáng sợ của Tiêu Chính Văn, dù hắn sử dụng cây giáo bá vương cũng không chắc có thể chiếm được chút ưu thế ở trước mặt Tiêu Chính Văn với tay không. Cho đến giờ đừng nói là kiếm tần vương và thanh giáo dài xích long màu đỏ, thậm chí Tiêu Chính Văn không động đến con dao quân đội năm cạnh cũng dễ dàng tạo nên kết cục cho Hứa Văn Long. So với Tiêu Chính Văn, mặc dù Quảng Lăng Tử có thể giết được Hứa Văn Long, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng làm thế giống Tiêu Chính Văn. Giết hắn, nỗi sợ hãi của Quảng Lăng Tử đã đến cực hạn mà hắn có thể chịu được, đột nhiên gào lên một tiếng, cây giáo bá vương trong tay khẽ rung, khí tức đáng sợ như thủy triều toát ra từ cơ thể hắn. Lời này của Quảng Lăng Tử rõ ràng không phải là nhắm vào Khổng Tề Thiên. Dù sao trong số bọn họ, Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên đều có địa vị cao hơn Quảng Lăng Tử rất nhiều. Quảng Lăng Tử vừa nói xong, Thành Hạo liền bước lên một bước, một giây sau đã xuất hiện sau lưng Quảng Lăng Tử. Lúc này, khí tức của Thành Hạo vô cùng mạnh mẽ, không hề giống người bị thương nặng. Cụ ta vừa xuất hiện, Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư đều cau mày. Lúc Thành Hạo cầm kiếm định giết Tiêu Chính Văn thì trên trời đột nhiên xuất hiện một khe hở. Hàng chục bóng người cao lớn mặc áo giáp vàng, cầm kiếm lao ra từ trong khe hở. Khí tức của đám người này vô cùng đáng sợ, trên lá cờ phía sau có chữ chu màu đỏ chói. Ai cũng vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta khiếp sợ. Trời đất một phương rung chuyển vì sự xuất hiện của đám người này. Chiến tướng của Võ Chu, Thành Hạo nhíu mày, nhìn chằm chằm vào các chiến tướng Võ Chu trang bị áo giáp như kẻ địch lớn. Những người này đều là chiến thần từng đi theo, nghênh chiến tứ phương. Bọn họ dường như không sợ cái chết. Trên đời này, ngoại trừ nữ đế ra thì không có ai có thể khiến bọn họ lùi nửa bước. Hơn nữa, bộ giáp trên người bọn họ đều được nuôi dưỡng bằng khí tức của rồng, nhưng thanh kiếm thông thường không thể làm bọn họ bị thương, ngay cả cây giáo bá vương cũng rất khó xuyên thủng giáp của bọn họ. Do đó, biểu cảm của Thành Hạo mới nghiêm trọng như vậy. Hừ, viện trợ bên ngoài cũng mạnh đấy, nhưng đáng tiếc thời gian không đứng về phía các người. Tư Mã Tư vừa nói vừa bay về phía thánh huyết của Đế Tuấn. Chỉ cần có được thánh huyết của Đế Tuấn, hắn sẽ đạt được mục đích. Đánh không nổi, lẽ nào chạy cũng không xong. Chỉ cần chạy được về vùng ngoài lãnh thổ thì đám tướng sĩ nhà họ Võ sẽ không dám làm gì hắn. Hắn không tin Võ Anh Hào dám dẫn người đến giết nhà họ Tư Mã. Nếu là vậy thật thì không còn đơn giản là tranh giành thánh huyết của Đế Tuấn nữa mà là trận chiến ác liệt giữa hai hoàng tộc lớn. Hậu quả của việc này cả nhà họ Võ còn không gánh vác nổi chứ đừng nói là một mình Võ Anh Hào. Tư Mã Tư còn chưa đi được vài bước, đã bị Võ Anh Hào chặn lại. Đồng thời, Tiêu Chính Văn cũng nhìn chằm chằm vào Quảng Lăng Tử và Khổng Tề Thiên. Về phần Thành Hạo, đừng nói là ra tay giúp đỡ, lúc này, cụ ta còn không dám động đậy. Chúng ta hãy cùng hợp lực giết Tiêu Chính Văn, chỉ cần tên họ Tiêu đó chết thì Võ Anh Hào cũng không có gì đáng ngại. Giết, Khổng Tề Thiên tức giận quát lớn, xông lên phía trước đầu tiên. Ông ta không thể ngờ mình đã coi thường Tiêu Chính Văn, càng coi thường nhà họ Võ. Tình hình lúc này đối với bọn họ vô cùng bất lợi. Nếu không thể nhanh chóng tiêu diệt Tiêu Chính Văn thì cuối cùng ai chết ai sống vẫn chưa rõ. Dầm. Khổng Tề Thiên lấy ra sách cổ của nhà họ Khổng. Một sách cổ trúc giản khổng lồ lập tức che phủ, đè xuống đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Thượng cổ nho quyển của nhà họ Khổng không hề yếu hơn giáo bá vương và kiếm tần vương. Khổng Tề Thiên gần như đã dùng hết sức lực vào đòn này, định khiến Tiêu Chính Văn tan thành cho bụi. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn nó che trời, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Thấy sách cổ bao phủ bầu trời đang hạ xuống, Tiêu Chính Văn đột nhiên tung một cú đấm vào thượng cổ nho quyển. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khổng Tề Thiên lộ vẻ chế nhạo. Ngay cả cao thủ nhân hoàng cấp 2 cũng không dám dùng tay tiếp đòn này của ông ta, huống chi Tiêu Chính Văn chỉ là nhân vương cấp 5.
Ngay khi khóe miệng Khổng Tề Thiên hơi nhếch lên, định cười thành tiếng, thì bên tai ông ta vang lên một tiếng động kinh thiên động địa. Bùm, cú đấm này của Tiêu Chính Văn nuốt chửng núi sông, chấn động vũ trụ. Sách thượng cổ đã bị Tiêu Chính Văn đấm bay ra ngoài. Hả, Khổng Tề Thiên vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đó là chiêu lợi hại nhất của ông ta đấy. Sao Tiêu Chính Văn có thể dễ dàng đỡ đòn như vậy? Khổng Tề Thiên gần như vô thức chuyển sự chú ý của mình sang Tiêu Chính Văn, chỉ thấy xung quanh Tiêu Chính Văn có khí tức màu tím bao quanh, trong cơ thể còn phát ra tia sáng. Cậu quả nhiên có vấn đề, Khổng Tề Thiên tin tưởng vào phán đoán của mình. Tiêu Chính Văn nhất định có con át chủ bài tuyệt đỉnh vào đó, nếu không, dưới chiêu lúc nãy, Tiêu Chính Văn sẽ không thể sống sót. Sau vài lần quan sát, sắc mặt của Khổng Tề Thiên ngày càng trở nên khó coi. Ông ta nhìn thấy trong cơ thể Tiêu Chính Văn có vũ trụ bao la, có núi rộng sông dài, nhưng ông ta không biết sức mạnh này từ đâu mà có. Sao có thể như vậy được? Cậu, sao trong người cậu không có chút sức lực nào? Khổng Tề Thiên sững sờ hỏi. Tu vi và kiến thức của ông ta không hề yếu hơn bất kỳ vị cao thủ đế cảnh nào, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Cậu bên ngoài, cuối cùng chẳng có gì. Cậu bên trong, cuối cùng sẽ cảm nhận được sự rộng lớn của vũ trụ. Kiến thức của ông quá nông cạn, như câu nói, núi cao còn có núi cao hơn. Tiêu Chính Văn nói xong lại nâng nắm đấm lên, đấm bụp bụp lần nữa. Tiếng rồng gầm vang lên, thương long màu vàng xuyên qua bầu trời, rồi xả xuống. Đây là lần thứ hai Tiêu Chính Văn sử dụng lực quy chân. Lúc trước, anh từng thi triển cho Từ Kiêu Long thấy được sự đáng sợ của lực quy chân. Triệu Kế Hồng cũng biết rõ Tiêu Chính Văn đáng sợ đến mức nào. Nhưng đáng tiếc mà Khổng Tề Thiên chưa từng để tâm đến những lời đồn đại này. Bọn họ chỉ nghĩ là do hiểu biết của người trong giới thế tục nông cạn, cho nên mới coi Tiêu Chính Văn như thần. Nhưng hôm nay nhìn thấy được cảnh này, ngay cả Khổng Tề Thiên cũng thấy hơi choáng váng. Một con rồng khổng lồ dài hàng trăm mét, to gấp ba lần xe hỏa, từ trên trời lao xuống. Chỉ riêng hành động này cũng đã khiến trời đất như bị xé toạc. Người đen đủi nhất lại là Quảng Lăng Tử. Lúc Tiêu Chính Văn và Khổng Tề Thiên đang giao đấu, Quảng Lăng Tử cũng cầm giáo bá vương, tấn công Tiêu Chính Văn, nhưng thật trùng hợp là khi vừa đến chỗ Tiêu Chính Văn thì con rồng kia lao xuống. Rầm ầm, một tiếng động lớn vang lên, Quảng Lăng Tử lập tức bị luồng khí mạnh mẽ đánh trúng, máu bay tung tóe. Thấy Quảng Lăng Tử bị đánh bay, Tiêu Chính Văn đã đến trước mặt hắn trước khi hắn kịp rơi xuống đất. Anh, Quảng Lăng Tử còn chưa kịp nói gì, Tiêu Chính Văn đã vung nắm đấm về phía hắn. Nắm đấm như vũ bão kèm theo âm thanh vù vù của gió lập tức rơi xuống cơ thể Quảng Lăng Tử. Lúc này, Quảng Lăng Tử đang ở giữa không trung, muốn trốn cũng không thể trốn được. Chỉ đành kiên trì, vung quyền chống đỡ. Nhưng dù sao thì hắn cũng đang ở trên không trung. Tốc độ và sức mạnh đều kém hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều. Chưa đầy một khắc, Quảng Lăng Tử đã bị đánh nát toàn thân. May là trong người hắn có bảo tịnh bình, chỉ cần lấy ra một giọt nước, vết thương trên người hắn sẽ lành ngay lập tức. Từ Mã Lôi, cậu còn chần chừ gì nữa? Nếu Quảng Lăng Tử bị giết thì thực lực của chúng ta sẽ bị suy yếu, mau giết Tiêu Chính Văn đi. Trong cơn tuyệt vọng, Khổng Tề Thiên hét lớn lên bầu trời đen kịt sau lưng. Mặc dù Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư đều có ý định giết Quảng Lăng Tử, nhưng đó là chuyện sau khi có được thánh huyết của Đế Tuấn. Lúc này, Tiêu Chính Văn mới là kẻ thù số một của bọn họ. Cho dù Quảng Lăng Tử có tệ đến đâu thì cũng là chủ nhân của giáo bá vương, đồng thời cũng là lực lượng chiến đấu mạnh mẽ không thể thiếu của phe bọn họ. Vì vậy, khi Khổng Tề Thiên nhìn thấy Quảng Lăng Tử bị Tiêu Chính Văn đánh bại, ông ta vô cùng sốt ruột. Trên bầu trời, một tia sáng chớp lóe. Kiếm Trảm Thiên đột nhiên xuất thế. Ngay sau đó, một thanh niên vô cùng tuấn tú, mặc áo choàng trắng, đi trên ánh sáng ngũ sắc huyền bí xuất hiện. Tôi phải thừa nhận rằng cậu khiến tôi rất bất ngờ. Vốn dĩ tôi không nên tham gia tranh đấu giữa đám tiểu bối các người, nhưng cậu đã đi quá xa rồi. Thế ra ở cùng ngoài lãnh thổ không phải là người mà một tiểu bối trong giới thế tục như cậu có thể khinh thường. Nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đều là sự tồn tại mà cậu phải ngước nhìn. Thật đáng tiếc, với sự giác ngộ của cậu, nếu bất tỉnh trăm năm thì tôi cũng không cứu nổi cậu. Cậu không nên trở thành kẻ thù của nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã.
Tư Mã Lôi chắp một tay sau lưng, kiêu ngạo nói. Đừng coi thường tên nhãi này. Cậu ta có thể giết Hứa Văn Long trong chớp mắt. Cậu ta cực kỳ nguy hiểm, Khổng Tề Thiên nhắc nhở Tư Mã Lôi không được nóng vội. Tư Mã Lôi không thèm liếc nhìn Khổng Tề Thiên, đúng như Khổng Tề Thiên nói, Tiêu Chính Văn quả thực là một thiên tài. Thậm chí còn có thể khiến Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư sợ hãi. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Đối với Tư Mã Lôi, Tiêu Chính Văn giống như một đứa trẻ 3 tuổi, không chịu nổi một đòn. Dẫu sao Tư Mã Lôi đã trải qua vô số trận chiến, tuy ngoài mặt không coi Tiêu Chính Văn ra gì, nhưng đây chỉ là một kiểu giả vờ mà thôi. Thật ra hắn vẫn luôn âm thầm quan sát mỗi một hành động của Tiêu Chính Văn. Vừa nãy, từ lúc Tiêu Chính Văn đánh lui Thượng Cổ Nho Quyển chỉ bằng một cú đấm, Tư Mã Lôi đã âm thầm liệt Tiêu Chính Văn vào nhóm những người trẻ tuổi có thể đánh một trận với mình. Hơn nữa, giây phút Tiêu Chính Văn tung nắm đấm, trong lòng Tư Mã Lôi cũng lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, đó là sao trong cơ thể Tiêu Chính Văn có thể hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh và khí thức cường giả nào chứ? Nhìn bề ngoài, Tiêu Chính Văn không khác gì một người bình thường, nhưng người bình thường căn bản không thể cản nổi Thượng Cổ Nho Quyển. Điều này không khỏi làm Tư Mã Lôi nghĩ tới một khả năng khác, đó là Tiêu Chính Văn lĩnh hội được quy chân. Chính vì quy chân, người đạt đến đẳng cấp này thường đã buông bỏ ngoại lực, cái gì mà chân khí, nguyên khí gì đó, hết thảy đều là vật ngoài thân. Quy chân thực sự là không mượn bất kỳ vật ngoài thân nào mà có thể đạt tới cảnh giới trời và người hợp nhất. Hơn nữa kiểu thản nhiên như thường từ đầu đến cuối của Tiêu Chính Văn, càng làm cho Tư Mã Lôi tin chắc suy đoán của mình tuyệt đối không sai. Vì vậy, hắn mới nói, cho Tiêu Chính Văn thêm 100 năm nữa, hiển nhiên anh sẽ trở thành sự tồn tại vượt qua cả Tư Mã Lôi. Cũng bởi vậy, cho dù không có câu nói của Khổng Tề Thiên, chắc chắn Tư Mã Lôi cũng sẽ ra tay với Tiêu Chính Văn. Người như hắn càng hiểu rõ hơn sự cần thiết của việc giết chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Nếu không, dựa vào chuyện Tiêu Chính Văn kết thù oán với nhà họ Tư Mã, người này về sau ắt sẽ là họa lớn trong nhà họ Tư Mã. Mà bên kia, mấy người Võ Anh Hào đã sớm lâm vào cảnh hỗn chiến ngập trời. Hai thuộc hạ của nhà họ Võ và Võ Anh Hào vây lấy Tư Mã Tư, Thành Hạo cũng bị mười mấy thuộc hạ Hà họ Võ vây ở chính giữa. Trên bầu trời thỉnh thoảng phát ra từng đợt âm thanh kim loại va chạm vào nhau, cùng với tiếng sấm sét nổ tung vang rền. Từng tia sáng kỳ dị rực rỡ chói mắt, gần như chiếu sáng cả nửa bầu trời đêm. Tư Mã Lôi liếc mắt về phía Tư Mã Tư, thấy trong thời gian ngắn Tư Mã Tư còn không tới mức thua thảm hại, lúc này mới quay lại nhìn Tiêu Chính Văn. Tư Mã Lôi khẽ mở lòng bàn tay, kiếm Trảm Thiên lập tức rút ngắn lại thành một cây kiếm nhỏ chỉ dài 3 tấc, bay về trong lòng bàn tay Tư Mã Lôi. Đất trời huyền kiếp, chém trời diệt đất, miệng Tư Mã Lôi lẩm bẩm đọc một câu khẩu quyết chân ngôn. Cùng với chân ngôn kia, giữa bầu trời, có một lực vô hình tựa như sinh ra từ hư không, từng lớp một giống như gợn sóng trên mặt nước, hội tụ tới bảo kiếm 3 tấc trong lòng bàn tay hắn. Thấy vậy, Khổng Tề Thiên trợn to mắt, không dám tin nhìn về phía Tư Mã Lôi. Đây là Hạo Thiên chân ngôn chỉ có giới thần tiên trong truyền thuyết mới có thể sử dụng. Hạo Thiên chân ngôn khác với trận pháp, nếu cố so sánh hai thứ với nhau, vậy thì Hạo Thiên chân ngôn tương đương với sự tồn tại giống như tiên pháp. Mà trận pháp tối đa cũng chỉ có thể xem như tay đấm chân đá bình thường. Giữa hai thứ có sự khác biệt như trời và vực, uy lực lại càng không thể so sánh được. Sao cậu có thể dùng Hạo Thiên chân ngôn? Khổng Tề Thiên nuốt nước bọt, căng thẳng nói. Dựa vào tu vi 5 lần luân hồi của ông ta, cũng không dùng được Hạo Thiên chân ngôn, mà Tư Mã Lôi đã thuộc lòng rồi. Có điều, đáp lại ông ta chỉ có nụ cười khinh miệt của Tư Mã Lôi. 5 lần luân hồi thì thế nào? Có một số việc phải dựa vào nhận thức, chăm chỉ có thể bù đắp là lời nói dối kinh điển nhất trên thế giới này. Cũng giống như chênh lệch giữa một thiên tài toán học và một người bình thường, bất kể người bình thường này cố gắng thế nào, cũng không thể đạt tới trình độ cao như thiên tài toán học. Mà Tư Mã Lôi là thiên tài toán học này, nếu so sánh thì Khổng Tề Thiên chính là người bình thường kia. Đang khi thiên địa lực tầng tầng lớp lớp như mặt nước gợn sóng, hội tụ đến thanh bảo kiếm dài 3 tấc kia, rất nhanh sẽ xuất hiện một thanh kiếm Trảm Thiên chân chính, nỗi khiếp sợ của Khổng Tề Thiên đã đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù theo ông ta thấy, thực lực của Tư Mã Lôi đủ để nghiền nát Tiêu Chính Văn, tạm thời xem như là một chuyện tốt đối với ông ta, nhưng nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng tương lai nhất định sẽ đánh một trận. Đến lúc đó,
Tư Mã Lôi cũng sẽ trở thành mối họa lớn nhất của nhà họ Khổng. Quả thực Hạo Thiên chân ngôn quá đáng sợ, tương truyền đây là một loại chân ngôn giữa đất trời lúc đất trời mới tạo thành, hễ là người nắm giữ loại chân ngôn này, đều có thể tùy ý sử dụng sức mạnh trời đất. Không ai có thể mạnh mẽ như thế, làm sao một mình chống lại đất trời. Đó là sức mạnh đủ để hủy diệt hết thảy thế gian này. Hôm nay, Tiêu Chính Văn cậu có thể chết dưới Hạo Thiên chân ngôn, dù xuống suối vàng, cũng coi như chết rõ ràng rồi. Khí tức Tư Mã Lôi lại nâng cao lên mấy phần, sự uy nghi đó huyền diệu hệt như thiên thần chân chính. Giờ khắc này, bất kể là âm thanh trong miệng hắn phát ra, hay mỗi cử động giơ tay nhấc chân của hắn, cũng đại diện cho ý đất trời thực sự. Ý chí của đất trời chính là quy luật, là phép tắc của thế gian này. Đồng thời, ý chí của đất trời càng có thể xác định sự sống chết của con người. Bất kể người này là ai, đều phải khuất phục trước trời đất. Giờ phút này, trên bầu trời vô số có tia sáng mờ ảo, rối rít tập trung về phía Tư Mã Lôi, tựa như nô bộc gặp được chủ nhân. Tư Mã Lôi đứng trong ánh sáng mờ ảo, thậm chí còn giống thần linh hơn thánh chúa trong thánh kinh đạo. Mặc dù Hạo Thiên chân ngôn chỉ có thể mượn dùng uy nghiêm của đất trời trong thời gian ngắn, nhưng dù vậy, cũng đủ để làm người ta tặc lưỡi rồi. Vỏn vẹn trong một ánh mắt, sự sống xung quanh Tiêu Chính Văn lập tức bị tước đoạt không còn gì. Đầu tóc đen của Tiêu Chính Văn trong nháy mắt biến thành vô số sợi tóc bạc. So sánh cùng Tư Mã Lôi, giờ phút này Tiêu Chính Văn quá bé nhỏ. Tư Mã Lôi tựa như bầu trời trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn, mà chính anh lại nhỏ như hạt bụi. Chỉ thấy Tư Mã Lôi nhẹ nhàng ngoắc tay, mấy ngàn tia sáng mờ ảo liền hội tụ lại cùng thanh bảo kiếm dài ba tấc kia, trong nháy mắt nó lập tức biến thành một thanh kiếm trảm thiên. Cậu có thể chết dưới thanh kiếm này của tôi thì chắc sẽ không oán thán gì đâu nhỉ. Cánh tay Tư Mã Lôi nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm, ngay sau đó vung tay lên, vạn tia sáng mờ ảo tấn công đâm thẳng tới Tiêu Chính Văn. Ừ, anh giỏi lắm. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, đôi mắt trong veo lướt qua ý chí chiến đấu sục sôi. Từ khi linh khí trở về tới nay, đã rất lâu Tiêu Chính Văn chưa cảm nhận được ý chí chiến đấu hăng hái sục sôi như vậy rồi. Có thể nói, cả chặng đường đã qua, cho tới bây giờ không có một ai trong số đối thủ anh gặp phải, đáng sợ như Tư Mã Lôi, càng không có bất kỳ đối thủ nào có thể khiến Tiêu Chính Văn có tinh thần dù chết cũng phải đánh một trận. Giờ phút này, không chỉ Hạo Thiên chân ngôn áp chế Tiêu Chính Văn, Tư Mã Lôi thân là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 3 cảnh giới cao hơn cũng tạo nên trạng thái chèn ép Tiêu Chính Văn. Tư Mã Lôi lại có vẻ vô cùng ung dung, bởi vì đất trời này đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, thậm chí ngay cả không khí cũng mặc cho hắn chỉ huy. Nhát kiếm này của hắn là đòn chí mạng đối với bất kỳ ai, cho dù cao thủ nhân hoàng cấp 4, đối mặt với đòn này cũng chỉ có thể thở dài. Nói cách khác, cao thủ nhân hoàng cấp 4 bình thường, đối mặt với kiếm của Tư Mã Lôi, cho dù biết rõ sẽ chết, cũng không thể tránh né, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng từ trước đến giờ, Tiêu Chính Văn đâu chỉ chết hơn trăm ngàn lần. Đối với Tiêu Chính Văn mà nói, sống chết đã không còn ý nghĩa gì từ lâu. Chiến, biết rõ là chết, cũng dám xông pha chiến đấu. Đây cũng là thu hoạch duy nhất của Tiêu Chính Văn trong mười mấy năm sống kiếp quân nhân. Cũng là khí chất đặc biệt mà không ai có thể sánh bằng. Bịch, cuối cùng thân hình Tiêu Chính Văn cũng chuyển động, chỉ là khi tia chớp đánh tới, Tiêu Chính Văn hệt như một chiếc lá rụng, bay lượn giữa vạn tia sáng mờ ảo. Giờ phút này, mỗi một bước của Tiêu Chính Văn đều là tìm đường sống từ trong cõi chết, e rằng chỉ đi sai một ly, cũng sẽ rơi vào cái kết vạn kiếp bất phục. Cậu trốn được sao? Trời đã định con người không tránh được ánh sáng, Tư Mã Lôi ngửa mặt lên trời cười to nói. Tuy lời nói của Tư Mã Lôi ngông cuồng, nhưng trong lòng lại thầm kinh ngạc. Làm sao có thể dễ dàng tránh được vạn tia sáng mờ ảo đó chứ? Có thể nói, mỗi một bước đi đều phải cực kỳ chuẩn xác, chỉ cần sai một ly thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lúc này, trên mặt Tiêu Chính Văn vẫn vô cùng thản nhiên, không hề căng thẳng chút nào. Nếu là người khác, đừng nói bình tĩnh bước lên trước, mà ngay cả chạy trốn cũng không thể thoát nổi. Mặc dù đòn tấn công của Tư Mã Lôi rất kịch liệt, nhưng ở trước mặt Tiêu Chính Văn, đây chỉ là trò trẻ con, không cần dùng lực chống đỡ. Xẹt, thượng cổ nho quyển từ phía sau Tiêu Chính Văn phóng tới, đòn tấn công này nhanh như chớp, đem uy lực mạnh mẽ. Khổng Tề Thiên cũng ra tay. Đây là trận chiến sinh tử, không có bất kỳ đạo lý nào, ngay cả đánh lén.
Khổng Tề Thiên không quan tâm đến nhận xét của người đời. Chỉ cần giết được Tiêu Chính Văn thì ông ta sẽ trút bỏ được những gánh nặng trong lòng. Đây chính là quy luật của cường giả. Thực ra, cả vùng ngoài lãnh thổ luôn tuân theo luật rừng, bất kể là ai, một khi ra tay thì sẽ đánh đến cùng. Trận chiến nào cũng sẽ là trận chiến sinh tử, chỉ có người sống mới được người khác tôn trọng và ngưỡng mộ. Vì vậy, đánh lén và ám sát là chuyện bình thường ở vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng ngay từ đầu, Tiêu Chính Văn đã có sự đề phòng. Ngay khi Thượng Cổ Nho Quyển tấn công Tiêu Chính Văn, anh đã bước sang trái né tránh. Một thanh kiếm phóng ra đánh bay Thượng Cổ Nho Quyển. Phụt, Khổng Tề Thiên bị phản lực mạnh mẽ, phun ra một ngụm máu, vội vàng thu hồi Thượng Cổ Nho Quyển, thầm nghiến răng nghiến lợi. Phụt, Thượng Cổ Nho Quyển vừa bị Tiêu Chính Văn đánh bay, Giáo Bá Vương đã từ đâu bay tới. Lúc này, Quảng Lăng Tử đã phát huy hết sức mạnh, thương long xuất hải, sát khí càng thêm đáng sợ. Tiêu Chính Văn liếc ngang, sau đó đột nhiên dừng lại. Vạn tia sáng mờ ảo và Giáo Bá Vương đồng loạt phóng tới. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên nổi gợn sóng, một giây tiếp theo, bóng hình của Tiêu Chính Văn đột nhiên biến mất không còn tăm tích trong hư không. Còn cây Giáo Bá Vương lại chìm nghỉm trong vạn tia sáng mờ ảo. Lúc này, Quảng Lăng Tử thê thảm hơn Khổng Tề Thiên rất nhiều, thậm chí cả nửa cơ thể gần như tan nát. May là trên người hắn có Bảo Tịnh Bình cho nên mới thoát nạn. Bên kia, Khổng Hữu Bang và vài đệ tử thế gia cũng đồng thời tấn công Tiêu Chính Văn. Nếu Tiêu Chính Văn không chết thì tương lai nhất định sẽ xử lý bọn họ. Xét về danh tiếng và thế lực trong giới thế tục, cả nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy, ai là đối thủ của Tiêu Chính Văn chứ? Vì vậy, cách duy nhất chính là tận dụng lợi thế của ngày hôm nay, cùng nhau loại bỏ Tiêu Chính Văn. Cậu không thoát nổi đâu, Tư Mã Lôi chế nhạo, tiếp tục vung kiếm. Một giây sau, ép Tiêu Chính Văn hiện thân. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, nếu tách nhau ra từng người thì bọn họ chắc chắn không thể chịu nổi một đòn của Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc này, vì Tư Mã Lôi, ngay cả Khổng Hữu Bang cũng gây cho Tiêu Chính Văn rất nhiều rắc rối. Hơn nữa, khi đối mặt với Hạo Thiên Chân Ngôn của Tư Mã Lôi, trận pháp không gian của Tiêu Chính Văn cũng hoàn toàn mất linh nghiệm. Cộng thêm sự giúp đỡ của Quảng Lăng Tử, sự công kích lúc này vô cùng đáng sợ, mà Tiêu Chính Văn đang ở trung tâm của vòng xoáy, chỉ cần một sai sót nhỏ, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả Triệu Kế Hồng đang đứng nhìn từ xa cũng kinh ngạc đổ mồ hôi hột. May mà ngay từ đầu bọn họ không đấu với Tiêu Chính Văn, nếu không, bọn họ chắc chắn không chịu nổi một đòn của Tiêu Chính Văn. Ngay cả Tư Mã Lôi người đã giết hơn chục cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp một bằng một kiếm, cũng chưa chắc đã giết được Tiêu Chính Văn chứ đừng nói đến bọn họ. Cộng thêm thân phận của Quảng Lăng Tử cũng vô cùng đặc biệt. Người được Cửu U Cung yêu ái, sao có thể tầm thường được. Nhưng lúc này, Quảng Lăng Tử cũng đã bị thương nặng trong quá trình tấn công Tiêu Chính Văn. Nếu không có Bảo Tịnh Bình bảo vệ thân thể thì hắn đã chết từ lâu rồi. Mặc dù đây chỉ là việc Tiêu Chính Văn mượn sức mạnh từ kiếm của Tư Mã Lôi, nhưng trong trận đấu đặc biệt này, ngay cả một cử chỉ bình thường cũng có liên quan đến sự sống chết. Tiêu Chính Văn có thể kiên trì đến lúc này đã đủ để giải thích tất cả. Cộng thêm mười mấy người cùng bao vây Tiêu Chính Văn, trong đó bao gồm Khổng Tề Thiên, người từng luân hồi 5 lần và các đệ tử của các thế gia. Trong số đám người này, kẻ yếu nhất cũng đạt cảnh giới nhân vương cấp 5. Dưới sự bao vây tấn công của đám người, cho đến giờ, Tiêu Chính Văn vẫn chưa bị thương đã là cả một kỳ tích. Bất kể kết quả của trận chiến này như thế nào, cho dù Tiêu Chính Văn có chết, thì uy danh trong trận chiến này cũng đủ để được ghi lại trong lịch sử. Nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh di chuyển trong đám người, cho dù lưỡi kiếm bao quanh nhưng cũng không thể động đến một mảnh quần áo của Tiêu Chính Văn. Sao Tiêu Chính Văn có thể mạnh đến vậy? Vẻ mặt của Thiên Hà Đạo Quân trở nên u ám, ông ta cứ tưởng rằng sự giác ngộ của ông ta đã có thể bước vào giai đoạn thiên kiêu, nhưng so sánh với Tiêu Chính Văn lại chẳng là gì cả. Hừ, nếu cậu ta không kiêu ngạo, liên tục khiêu khích các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ thì cậu ta sẽ trở thành người đứng đầu trong thế hệ sau mấy chục năm nữa. Thật đáng tiếc, nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng đều sẽ không cho cậu ta cơ hội trưởng thành. Triệu Kế Hồng nhìn Tiêu Chính Văn đang đấu với đám thế tử trên không trung, khẽ thở dài. Suy cho cùng, Tiêu Chính Văn vẫn còn quá trẻ, quan trọng hơn là phía sau cậu ta không có thế lực nào chống đỡ,
vì vậy cậu ta không thể trở thành Bạch Khởi thứ hai, càng không thể trở thành Lý Tịnh thứ hai. Con đường của cậu ta đến đây là đến thúc rồi. Cho dù hôm nay Tiêu Chính Văn có chết hay không thì với chiến tích hiện tại của cậu ta cũng đủ để lưu danh muôn đời. Thử hỏi trên đời này, còn có ai có thể một mình đấu lại Tư Mã Lôi, Khổng Tề Thiên và Quảng Lăng Tử cùng một lúc, mà không gục ngã? Độ Ách Chân Nhân chắp một tay sau lưng, nhìn lên khoảng không xa xăm rồi nói đầy ẩn ý. Có một vài người trong chiến trường không khác gì những thế tử khác, nhưng thực tế không phải vậy. Ai mà không có gia thế lớn, có lai lịch lớn. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều là người giỏi nhất trong thế hệ trẻ. Lúc này, chiến trường đã đảo lộn, núi sông đổi màu. Tư Mã Lôi chỉ phất tay, vô số tia sáng đã chém về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng sau khi Tiêu Chính Văn khéo léo tránh thoát, vạn tia sáng mờ ảo kia đã san bằng nhiều thành phố lớn ở Bắc Bộ Vi Hào. Quảng Lăng Tử phóng giáo, mặc dù không đâm trúng Tiêu Chính Văn nhưng uy lực của cây giáo cũng khiến cả nửa địa cầu đảo lộn, san bằng dãy núi Rocky. Trúc giản hạ xuống, che khuất cả bầu trời. Thủ đô hùng mạnh nhất của Mỹ Lục đã biến thành núi xác biển sông. Trung tâm tài chính số một thế giới đã bùng cháy trong chốc lát. Bọn họ không hề cố ý làm những điều này, mà là do Tiêu Chính Văn có thể khéo léo tránh được mỗi đòn tấn công. Tiêu Chính Văn nắm chắc cả về thời gian và tốc độ. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn có thể dễ dàng tránh né đòn chí mạng, Khổng Tề Thiên không khỏi cau mày. Không ai có thể thăm dò được Tiêu Chính Văn lúc này, càng đánh càng khiến Khổng Tề Thiên cảm thấy kinh hãi. Nhất định phải nhanh chóng giết chết cậu ta, nếu không chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Thực ra, không chỉ mình Khổng Tề Thiên cảm thấy sợ hãi, mà ngay cả Tư Mã Lôi cũng khiếp sợ. Tiêu Chính Văn thật sự rất đáng sợ, đối mặt với đòn tấn công của ba người bọn họ, nhưng vẫn có thể đi lại giữa trung tâm vòng xoáy rồi đối phó một cách dễ dàng, điều này cho thấy Tiêu Chính Văn vẫn chưa kiệt sức. Hơn nữa, dù là ý chí chiến đấu hay kinh nghiệm, Tiêu Chính Văn đều có đủ. Lúc này, ngay cả người bình thường trong giới thế tục cũng ngây người, đây đơn giản chỉ là một cuộc chiến giữa các vị thần mà thôi. Nhưng bọn họ càng hiểu rõ một điều rằng Tiêu Chính Văn vì giới thế tục, cho nên mới một mình đối mặt với sự hợp lúc truy sát của cả vùng ngoài lãnh thổ. Vì để trả lại công lý cho giới thế tục, vì để giới thế tục và vùng ngoài lãnh thổ bình đẳng như nhau, Tiêu Chính Văn không ngại liều mạng chiến đấu. Lúc này, những người bình thường từng được Tiêu Chính Văn cứu thoát khỏi chiến tranh đều cảm động rơi nước mắt. Một mình Tiêu Chính Văn đấu với ba cường giả, đừng nói là phản sát, có thể sống sót thoát khỏi vòng vây đã là kỳ tích rồi. Chu Trấn Long nhìn lên không trung, chán nản nói. Không phải là ông ta không muốn giúp đỡ, mà là do khả năng của ông ta không thể giúp được gì cả. Khó thật, Lý Chính Đạo lắc đầu thở dài. Sự thật đúng là như vậy. Mặc dù bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa bị thương, nhưng muốn thoát khỏi vòng vây cũng khó như lên trời. Có vẻ như còn khó hơn trong tưởng tượng, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày. Nếu không dùng kiếm Tần Vương thì có lẽ sẽ không thể giết chết Tư Mã Lôi. Dù sao những người có mặt ở đây chẳng có ai là tầm thường. Ai cũng là nhân vật lớn, có thân phận đặc biệt. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu thật ngông cuồng. Đến lúc này rồi mà còn muốn phản kháng sao? Khổng Tề Thiên chế nhạo. Quảng Lăng Tử, Khổng Tề Thiên, chuyện đã đến lúc này, hai người còn muốn nương tay sao? Giáo Bá Vương và Thượng Cổ Nho Quyển chắc chắn có uy lực mạnh hơn như vậy. Nếu các người không cố hết sức lực, nhà họ Tư Mã chúng tôi sẽ rút lui, Tư Mã Lôi lạnh lùng uy hiếp. Hừ, không phải Huệ Mi tôi không muốn giúp mà là nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã các người cũng chưa cố gắng hết sức. Có điều dù là vì Thánh Huyết Đế Tuấn, mọi người cũng nên có chút thành ý chứ nhỉ? Quảng Lăng Tử siết chặt cây giáo Bá Vương trong tay, hỏi ngược lại. Hắn đã sớm nhận ra ngay cả là Tư Mã Lôi cũng chưa thật sự tấn công Tiêu Chính Văn hết sức. Thật ra trong lòng mọi người đều biết rất rõ, giết Tiêu Chính Văn chỉ là bước đầu tiên. Chỉ cần Tiêu Chính Văn chết, liên minh giữa họ cũng chính thức chấm dứt. Sau đó chính là trận tàn sát lẫn nhau của họ. Thế nên mọi người đều đang âm thầm tính toán lên kế hoạch, cho dù bên nào ra sức đánh đuổi Tiêu Chính Văn đều sẽ bị tiêu hao, đến lúc đó những người khác có thể ngư ông đắc lợi, chiếm được ưu thế. Nói thật nhé, danh tiếng chẳng là gì với chúng tôi cả, nhưng để một mình Tiêu Chính Văn đánh với ba người bọn tôi, hai người không thấy mất sạch thể diện sao?
Khổng Tề Thiên cười mỉa, đáp trả. Vậy được, bắt đầu từ bây giờ, đừng ai nghĩ nương tay, trước tiên cứ giết hắn rồi hắn tính. Vừa dứt lời, khí tức quanh người Quảng Lăng Tử bỗng thay đổi, một luồng khí tức thuộc cảnh giới nhân hoàng bỗng bùng phát. Lúc này Quảng Lăng Tử đã có sự khác biệt với trước đó rồi, cây giáo bá vương trong tay lóe lên ánh sáng màu bạc, còn bản thân hắn lại như bá vương, chỉ bằng uy lực của một mình hắn đã có thể đe dọa cả một phương trời. Lúc này cây giáo bá vương trong tay phát ra tiếng kêu như một con thú dữ đã bật vô âm tín hàng chục ngàn năm đang phát ra tiếng gầm gừ. Chỉ luồng khí tức này cũng đã che lấp, áp chế mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng như mấy người Triệu Kế Hồng. Phải biết rằng, hắn chỉ mới ở cảnh giới nhân vương cấp 5 thôi. Lúc này tất cả những người quan tâm đến trận chiến này đều kinh ngạc thốt lên. Người đời chỉ biết uy lực của cây giáo bá vương nhưng lại không biết nền tảng của Quảng Lăng Tử thâm sâu đến cỡ nào. Cho đến lúc này, Quảng Lăng Tử mới lộ rõ bộ mặt thật của mình. Thảo nào ngay cả cao thủ cảnh giới nhân hoàng cũng phải nể mặt Huệ Mi, đừng nói là nhân hoàng cấp 1, dù là nhân hoàng cấp 2, Quảng Lăng Tử cũng có sức đấu một mình. Hai vị, bây giờ có còn gì để nói không? Quảng Lăng Tử rời tầm nhìn sang Khổng Tề Thiên và Tư Mã Lôi. Một tay Khổng Tề Thiên giơ thượng cổ nho quyển qua đỉnh đầu, một tia sấm màu tím bắn ra từ trong trúc giản. Tia sấm đó bắn ra, cả bầu trời bỗng lóe lên vô số điện quang ảm đạm. Lúc này Khổng Tề Thiên như một vị đại thánh đến từ thời xa xưa, uy phong quanh người toát ra khắp nơi. Khí thế dũng mãnh, chính là lúc này. Giết, khí tức xung quanh Khổng Tề Thiên bùng lên như biển. Cuối cùng thượng cổ nho quyển đó cũng hiện ra tính chất thật của nó. Chỉ thấy trúc giản chậm rãi mở ra như thể mỗi chữ triện cổ trên đó đều ở trong vầng sáng màu vàng đó. Tất cả có 360 chữ triện cổ, tượng trưng cho bầu trời lớn bé. 360 vì sao? Khí tức cổ xưa đó càng biểu trưng cho uy lực của trời chỉ có duy nhất trong thượng cổ nho quyển được lưu truyền từ thời cổ xưa. Khi ngay thượng cổ nho quyển được mở ra hoàn toàn, mây trời đều thay đổi, hàng trăm thú vật đều phát ra tiếng kêu đau thương. Tư Mã Lôi, Quảng Lăng Tử quay đầu lại nhìn Tư Mã Lôi lớn tiếng gọi. Chỉ cần ba người họ hợp sức lại đánh một đòn thì Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết. Thật ra không cần Quảng Lăng Tử nhắc, Tư Mã Lôi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu không thể giết Tiêu Chính Văn, ngộ nhớ bị anh giành lấy thánh huyết của Đế Tuấn thì đúng ích thật là nuôi ong tay áo. Keng, một tiếng kiếm va chạm vang lên, kiếm chạm thiên lượn vòng quanh Tư Mã Lôi, kiếm khí ngút trời, sát khí cuồn cuộn. Lúc này dường như có hàng chục ngàn thanh kiếm vây quanh Tư Mã Lôi, mỗi thanh kiếm đều mang theo uy lực hủy diệt trời đất. Vạn kiếm quy tông, đây rõ ràng là bí mật bất truyền của Thái Cực Cung, sao Tư Mã Lôi có thể biết được tuyệt học có 102 này? Triệu Kế Hồng không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Thái Cực Cung, Bát Ảnh Cung và Đế Tiêu Cung được gọi là ba cung ngoài lãnh thổ. Thực lực và địa vị tương đương nhau, hơn nữa cũng được đạo gia truyền lại, nhưng Thái Cực Cung là bí ẩn nhất, chưa bao giờ kết giao quan hệ với thế giới bên ngoài, hơn nữa trận pháp và công pháp của họ chưa từng truyền ra ngoài. Mặc dù Tư Mã Lôi xuất thân từ hoàng tộc, nhưng dù sao cũng không phải là đệ tử của Thái Cực Cung. Không phải chỉ có Thái Cực Cung mới có bí thuật này, tương truyền đây là một trong các trận pháp đã được lưu truyền rộng rãi ở thời kỳ Tam Hoàng, sau đó vì Hình Thiên và Đại Nghệ làm loạn nên mới thất truyền. Độ Ách Chân Nhân kiêng dè nói, Vạn Kiếm Quy Tông thật ra là gom tất cả sát khí có trong thiên hạ này tụ lại một chỗ tạo nên hàng chục ngàn đường kiếm khí. Đồng thời cũng là sát chiêu đáng sợ nhất giữa đất trời. Bất kể trận pháp hay công pháp, cuối cùng cũng đều có sát khí. Nói cách khác cho dù có dùng trận pháp hết sức tuyệt diệu để đối phó, thì cuối cùng cũng sẽ bị trận pháp của bản thân giết ngược lại. Đây mới là điểm đáng sợ của Vạn Kiếm Quy Tông. Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu còn có gì để nói không? Khổng Tề Thiên lạnh lùng, ánh mắt toát ra sát khí. Lúc nãy chỉ là bọn tôi đều có điều kiêng dè. Không muốn làm quá, nhưng bây giờ đã khác rồi, Quảng Lăng Tử cười mỉa nói. Lúc này ba người đã không còn che giấu thực lực của mình nữa, thế nên họ đều chắc chắn trận này Tiêu Chính Văn sẽ chết. Lúc này cho dù là trong Hoa Quốc hay khắp nơi trên thế giới đều cảm nhận được luồng sát khí trước nay chưa từng có. Thậm chí ngay cả trong không khí cũng có cả ngàn tầng sát khí, như một con thú dữ ẩn mình dưới lòng đất bị đánh thức. Thảo nào cả võ tông đều coi nhà họ Mã như người dẫn đầu.
Mấy người họ quả thật đáng sợ quá, kéo bừa một người ra cũng có thể có sức chiến đấu mạnh đến mức diệt cả môn sơn. Người của võ tông cũng thốt lên tiếng cảm thán. Đến bây giờ họ mới hiểu tại sao nhà họ Khổng lại có thể không ngã gục trong hàng ngàn năm như thế, gia tộc hoàng tộc đáng sợ thế nào. Trước đây trong mắt họ, những người gọi là nhân tài chẳng qua chỉ là người có tốc độ tiến bộ hơn hẳn người thường. Nhưng bây giờ họ mới nhận ra thế nào gọi là thực lực thật sự. Chỉ mới là cảnh giới nhân vương cấp 5 đã có thể triển khai thực lực đáng kinh ngạc như thế. Cho dù Tư Mã Lôi đã vượt qua cảnh giới nhân hoàng nhưng mấy người Triệu Kế Hồng chẳng phải cũng là cảnh giới nhân hoàng đó sao? Mà người dân thường ở thế tục đều toát mồ hôi thay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn là tín ngưỡng của họ, là niềm hy vọng tương lai của họ. Nếu Tiêu Chính Văn có chuyện không may, sau này thế tục cũng sẽ không được yên ổn. Trận chiến hôm nay xem ra họ sẽ không nương tay, ngày tận thế của Tiêu Chính Văn đến rồi. Mặc dù nói thế nhưng nếu chúng ta đánh với mấy người này, không biết có thể có mấy phần cơ hội sống nhỉ? Nửa phần cũng sẽ không có đâu. Thiên Hà Đạo Quân lắc đầu thở dài. Thiên Độ Chân Nhân ở Sơn Thành xa xôi cũng lo lắng nhìn cảnh tượng này và cầu nguyện cho Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn đối mặt với sự bao vây của ba người, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Đây là trận chiến có mức độ nguy hiểm nhất từ khi Tiêu Chính Văn sinh ra đến nay. Cũng là cục diện tất chết mà tất cả mọi người nhận định. Bây giờ còn dám xem thường bọn tôi nữa không? Thế ra không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng, uy nghiêm của hoàng tộc càng không dễ gì khiêu khích. Nhà họ Khổng đứng vững hàng ngàn năm há có thể để cho cậu có thể khiêu chiến sao? Khổng Tề Thiên cười mỉa nhìn Tiêu Chính Văn. Phù Quảng Lăng Tử là người ra tay đầu tiên ngay sau khi Khổng Tề Thiên vừa dứt lời. Đến lúc này cây giáo bá vương mới thể hiện được uy lực bá vương thật sự. Đòn tấn công này mạnh hơn không chỉ 100 lần lúc nãy, ngay cả không trung cũng bị uy lực của đòn tấn công này xé ra một lỗ hổng lớn mấy chục mét. Kể từ lúc 8 tuổi có được cây giáo bá vương đã được 100 năm, trong 100 năm này Quảng Lăng Tử đã dung hòa làm một với cây giáo bá vương. Thế nên có thể nói một đòn mà hắn dùng hết sức phung ta có thể rúng động trời đất. Lúc này hắn là bá vương thật sự, hắn là hạng vũ tái sinh. 20 năm trước, tôi có thể giết cường giả cảnh giới nhân hoàng chỉ trong vòng 3 chiêu, chút bản lĩnh đó của Tiêu Chính Văn anh chẳng đáng được nhắc đến trước mặt tôi. Lúc này hắn như thể bị bá vương nhập, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng trở nên ngang ngược, bá đạo. Mà đòn tấn công này càng vô song, cộng thêm sự bổ trợ của cây giáo bá vương càng làm cho khí thế của nó trở nên đáng sợ. Tiêu Chính Văn, ngày nay năm sau chính là ngày giỗ của cậu. Vừa dứt lời trúc giản trong tay Khổng Tề Thiên bỗng bay ra, thoáng chốc đã cắt đứt đường lui của Tiêu Chính Văn. Mặc dù thượng cổ nho quyển không bá đạo như cây giáo bá vương, có thể tấn công mọi thời đại, nhưng thượng cổ nho quyển lại là sự tồn tại mà ngay cả thiên tai cũng không thể làm nó dao động được. Cứ như vậy, toàn bộ đường lui của Tiêu Chính Văn đều bị phong tỏa, khiến anh không thể lui được nữa, vừa hay lại phối hợp với cây giáo bá vương làm tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa Khổng Tề Thiên lại từng được chỉ dạy bởi cao nhân ở vùng ngoài vũ trụ, nên việc sử dụng thượng cổ nho quyển càng thêm thuần thục. Mà trong số ba người, người đáng sợ nhất chính là Tư Mã Lôi. Chỉ với một cái hất tay, đã thu thập toàn bộ sát khí trên thế giới rồi chém về phía Tiêu Chính Văn. Thậm chí ngay cả thế giới bên này cũng phát ra những tiếng than khóc. Nơi mà những luồng sát khí này đi qua, thì tất cả người và động vật đều sẽ bị giết, không có thực vật nào sống sót. Bỗng chốc, khung cảnh trong bán kính trăm dặm đã trở nên tàn khốc, cảnh xác chết la liệt máu chảy thành sông như ở gần ngay trước mắt. Đòn tấn công đáng sợ như vậy, đừng nói là người thường muốn chống đỡ, mà e rằng chỉ cần bị dính vào vạt áo, cũng sẽ biến thành xương máu trong chớp mắt. Ba tuyệt kỹ đang đến gần, tạo thành một cục diện chết cho Tiêu Chính Văn. Mà những khoảng không xung quanh Tiêu Chính Văn đã bị giam cầm, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động nổi. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn đòn tuyệt sát kia chém về phía mình. Tiêu Chính Văn, e rằng bây giờ cậu muốn cử động ngón tay cũng chỉ có thể mơ tưởng mà thôi. Nhưng dù như vậy, cậu cũng đủ để tôi phải kính trọng rồi. Cậu là đối thủ duy nhất trong đời mà tôi phải cần sự giúp đỡ của người khác mới có thể giết được. Vẻ mặt Tư Mã Lôi nghiêm túc nói. Cho dù Tư Mã Lôi đã sử dụng hết sức mình, nhưng hắn hiểu rõ,
nếu không phải Tiêu Chính Văn bị phong tỏa hết tất cả đường lui bởi thượng cổ nho quyền thì đòn tấn công đáng sợ này vẫn sẽ rơi vào khoảng không. Có lẽ cậu vẫn chưa biết, rất nhiều thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ đều so sánh cậu với Lý Tịnh, thậm chí có rất nhiều người trong số chúng tôi, còn đồn rằng thành tựu của cậu chắc chắn sẽ vượt xa hơn ông ta. Nhưng đáng tiếc cuối cùng cậu không thể đến được bước đó. Muốn trách chỉ có thể trách cậu không biết điều, lại dám vì những con kiến của thế tục mà chống lại với các thế tục lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Ngay từ đầu, cậu đã tự tìm đến cái chết, Khổng Tề Thiên lạnh lùng cười nói. Thật ra, ở độ tuổi của anh, có được thành tựu như hôm nay, đủ để khiến thế giới kinh ngạc rồi, nhưng anh lại xem nhẹ căn cơ lai lịch của anh. Năm đại danh sơn cũng được, các thế gia lớn cũng được, có bên nào không phải là thế lực lớn đã lưu truyền ngàn năm chứ? Còn anh thì có gì? Hoa quốc, người dân, hay là sự che chở của thiên tử? Thiên tử ngày này không còn giống thiên tử của trước kia, không có long khí, không còn sự công nhận của trời đất, thì khác gì dân thường? Hai từ thiên tử, ai cũng có thể tùy tiện được gọi sao? Đặc biệt là thiên tử hiện giờ còn là một con rối được chọn bởi đám người phàm phu tục tử các người, thật là nực cười. Quảng Lăng Tử cũng lạnh lùng giễu cợt nói. Tất cả mọi thứ trên thế tục, các người mãi mãi không thể hiểu được. Nhà họ Khổng vì lợi ích của bản thân, thậm chí không ngần ngại bán đứng tổ quốc, phản bội đồng bào, với đạo đức của nhà họ Khổng, sẽ không bao giờ hiểu được sự theo đuổi của những người trong thế tục. Còn thiên tử, lẽ nào trời có tình cảm? Nếu trời đất đã vô tình, thì cần gì trời đất công nhận người đứng đầu của thế tục? Lòng người chính là thiên lý, lòng người là sự công nhận tốt nhất đối với thiên tử. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lại với vẻ đúng mực. Không sai, cậu thật sự rất giỏi. Cho dù trên ranh giới sinh tử, vẫn bình tĩnh như vậy, thật sự là nhân vật phi thường nhất trong những người tôi đã gặp. Nếu không phải cậu xuất thân quá hèn hạ, tôi tin rằng cậu chắc chắn sẽ là một đối thủ mạnh trong đời tôi. Nếu cậu cũng được sinh ra trong gia đình hoàng tộc, cũng có đủ thời gian để tiến bộ, tôi nghĩ cho dù ở vùng ngoài lãnh thổ, cậu cũng khó tìm được đối thủ. Những lời nói này của Tư Mã Lôi rất nghiêm túc. Hơn nữa đây cũng là lời đánh giá cao nhất mà hắn đưa ra. Thật ra, trong lòng hắn, Tiêu Chính Văn quả thực là một đối thủ đáng nể. Phong thái tướng quân bất khuất không sợ hãi trước Thái Sơn đang sụp đổ này, ngay cả Tư Mã Lôi cũng không thể so sánh được. Trước đó, hắn vẫn luôn xem thường thế tục của thế hệ này, nhưng vào lúc này, hắn lại không thể không thừa nhận rằng, Tiêu Chính Văn thật sự là nhân tài hiếm thấy từ xưa đến nay. Cho dù là Lý Tịnh, Bạch Khởi và những người thời đại đó, ở độ tuổi của Tiêu Chính Văn vẫn là nhân vật vô danh. Còn Tiêu Chính Văn thì đã đứng trên đỉnh của thế giới. Tiêu Chính Văn, Tư Mã Lôi tôi bảo đảm với cậu, sau khi cậu chết, tuyệt đối sẽ không truy sát gia tộc của cậu, cậu chết cũng nhắm mắt rồi nhỉ. Dứt lời, Tư Mã Lôi khẽ nhắm mắt lại, trong miệng lại lần nữa niệm Hạo Thiên Chân Ngôn. Nhắm mắt, anh nói câu này sớm quá rồi đấy. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói. Mặc dù đại nạn gần trong gang tấc, nhưng chưa chắc Tiêu Chính Văn không còn cơ hội sống sót. Sự khác biệt lớn nhất giữa Tiêu Chính Văn và đám con cháu thế gia là không bao giờ từ bỏ. Mỗi trận chiến ở Bắc Lương, anh hầu như đều rơi vào con đường cùng, nhưng mỗi lần cũng đều có thể sống sót trong tình huống tuyệt vọng. Tất cả những điều này, tuyệt đối không phải dựa vào vận may, mà là khí phách không chịu khuất phục của một quân nhân. Cái gì, cậu sẽ không ngây thơ đến mức, còn muốn chạy trốn chứ? Khổng Tề Thiên lạnh lùng cười, khẽ lắc đầu nói. Sức phong sát của thượng cổ nho quyền kinh khủng đến mức nào? Cho dù là một ngôi sao, cũng có thể bị thượng cổ nho quyền cuộn vào trong không trung. Huống hồ Tiêu Chính Văn chỉ là một tên phàm phu mà thôi. Hơn nữa, đừng nói là Tiêu Chính Văn, cho dù là đám người có xuất thân từ thế gia như bọn họ, có lai lịch cực lớn, vô số con át chủ bài, cũng không dám nói lời ngông cuồng vào lúc này. Tiêu Chính Văn có là cái thá gì chứ? Trong số mấy người bọn họ, chọn bừa một người cũng là sự tồn tại có một không hai từ xưa đến nay, mà Tiêu Chính Văn lại ảo tưởng về việc muốn thoát khỏi đòn đánh của họ để có được cơ hội sống sót. Lời nói này của cậu Tiêu quả thực hơi quá rồi. Lý Chính Đạo khẽ lắc đầu. Mặc dù nhân cách của Tư Mã Lôi và đám người Khổng Tề Thiên không ra gì, nhưng thực lực của bọn họ lại đủ để gọi là ít có đối thủ trong thế giới ngày nay. E rằng trận chiến này của cậu Tiêu khó thoát khỏi cái chết. Chu Trấn Long thở dài nói. Tôi lại thấy, cậu Tiêu chắc chắn có thể hóa giải được cục diện này. Ông cụ Quý vẫn luôn im lặng bên cạnh,
đột nhiên nói xen vào. Lý Chính Đạo và Chu Trấn Long đều khó hiểu nhìn về phía ông cụ quý, bọn họ thật sự không hiểu, cơ hội sống sót của Tiêu Chính Văn nằm ở đâu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu Tiêu gặp phải tình huống như vậy. Hơn nữa, có lần nào không phải hóa nguy thành an chứ? Lần này, chắc cũng không ngoại lệ. Chúng ta cùng chờ xem. Ông cụ quý nheo mắt nhìn xa về phía chiến trường nói. Tình huống trước mắt, quả thực là tình huống sinh tử đối với người bình thường, nhưng đối với Tiêu Chính Văn, thì lại chưa chắc. Trong Thiên Sơn Thư Lục, đã ghi chép rất chi tiết về Vạn Kiếm Quy Tông. Mặc dù Vạn Kiếm Quy Tông dường như không có sơ hở nào, nhưng trên đời này, sao có thể có chuyện hoàn mỹ được chứ? Trận pháp cũng không ngoại lệ. Nếu không, thì sao Thái Cực Cung lại rút lui, không còn quan tâm tới thế sự? Trên đời này, vốn không có gì là tuyệt đối cả, sống tới từng tuổi này, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này các ông không hiểu sao? Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Hừ, vừa rồi để cho cậu chạy thoát là do chúng tôi chưa dùng toàn bộ sức lực thôi, cậu thật sự tưởng rằng, với sức của một mình cậu có thể đánh hòa với chúng tôi sao? Đúng là kẻ điên nói mớ. Khổng Tề Thiên nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt khinh thường. Nhưng ngay khi đòn kinh thiên động địa kia cách Tiêu Chính Văn chưa tới một tấc, khí tức của Tiêu Chính Văn đột nhiên thay đổi. Xung quanh anh, dường như có một bức tường thành vô hình ngăn chặn cú đánh kinh thiên động địa kia. Cùng lúc đó, các vì sao trên bầu trời, đột nhiên trở nên lu mờ, chỉ có sao bảy Bắc Đẩu, Phá Quân và chín sao Tham Lang là vô cùng chói mắt. Thiên tinh cửu diệu, trong lúc mọi người đang kinh ngạc, trên vòng trời, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Một ngôi sao đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Đối diện với sức mạnh đáng sợ như vậy, ngay cả Tư Mã Lôi cũng bị dọa ngu người. Đòn tấn công mạnh mẽ của đám người Tư Mã Lôi va chạm với ngôi sao băng đang phóng xuống, trong chốc lát, tất cả sức mạnh đều bị ngôi sao kia chặn lại. Dẫn dắt sao trời để đỡ đòn tấn công của mọi người. Đám người Tư Mã Lôi sững sờ, nhưng ngay sau đó tỏ vẻ giễu cợt. Thiên tinh cửu diệu là kỹ năng độc nhất của Hạo Thiên Sáng Thế. Mấy người bọn họ cũng có chút hiểu biết về điều này. Ngay cả Hạo Thiên Sáng Thế cũng không thể dễ dàng dẫn sắt sao trời. Muốn dẫn sắt sao trời, cần rất nhiều uy lực, e rằng ngay cả bản thân Hạo Thiên Sáng Thế cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Tiêu Chính Văn càng không thể chịu nổi khi tiêu hao nhiều năng lượng như thế. Tiêu Chính Văn, không ngờ cậu lại biết kỹ năng của Hạo Thiên Sáng Thế, chỉ sợ ngay cả bản thân Hạo Thiên Sáng Thế cũng không dám tùy ý dẫn sắt sao trời đâu nhỉ. Sau khi đỡ đòn sinh tử của chúng tôi, cậu còn sức để chiến đấu tiếp không? Tư Mã Lôi chế nhạo. Tiêu Chính Văn khẽ cười, mặt không biến sắc nói, các người thử thì sẽ biết thôi. Dẫn sắt sao trời quả thực tiêu tốn rất nhiều sức lực, hơn nữa, nếu không phải Tiêu Chính Văn đã lĩnh ngộ tới cấp bậc quy chân thì e rằng không cần đám người Tư Mã Lôi ra tay, chỉ riêng phản lực cũng đủ để giết Tiêu Chính Văn rồi. Nói xong, Tiêu Chính Văn bước lên. Đi thẳng tới chỗ đám người Tư Mã Lôi. Sau khi dẫn sắt sao trời, Tiêu Chính Văn không rút lui mà còn chủ động tấn công, việc này khiến Tư Mã Lôi và Khổng Tề Thiên thấy hơi hoảng sợ. Lẽ nào Tiêu Chính Văn không cần hồi phục mà vẫn có thể giết bọn họ sao? Nếu các người đã muốn đấu thì chúng ta sẽ đấu đến cùng, Tiêu Chính Văn kiêu ngạo đứng trên không trung, khinh thường nói. Lúc này, khí tức của Tiêu Chính Văn tỏa ra mạnh mẽ, nhưng khí tức lại vô cùng quái dị. Đây không phải là khí tức của nhân vương cấp 5, cũng không phải là cảnh giới nhân hoàng. Mà là khí tức hòa hợp chỉ có khi trời đất sinh ra. Nhưng khí tức hòa hợp này lại ẩn chứa sát khí vô vận. Lúc này, Tư Mã Lôi như bị điện giật, trong đầu lập tức nảy ra một suy nghĩ. Trốn chạy, điều duy nhất có thể giải thích tất cả những điều này là Tiêu Chính Văn đã ngộ đến quy chân. Mặc dù quy chân không phải là cảnh giới bậc nhất. Chỉ là lĩnh ngộ về thế giới này, nhưng đây lại là sự lĩnh ngộ quan trọng nhất sau cảnh giới thiên thần. Thông thường, mức độ lĩnh ngộ quyết định sức chiến đấu thực sự của một người. Ngay cả một người cảnh giới nhân vương cấp 5, chỉ cần lĩnh ngộ được quy chân thì cũng có thể chống lại cao thủ cảnh giới nhân hoàng đỉnh phong. Trong lịch sử, bất kỳ người nào lĩnh ngộ được quy chân đều cực kỳ đáng sợ, thậm chí mỗi người trong số họ đều là nhân vật anh dũng thống trị một thời đại. Lúc này, Tư Mã Lôi chỉ muốn mình mọc thêm hai chân, càng thêm hối hận vì sao lại đến đây tham gia trò vui. Tư Mã Lôi, nhìn thấy Tư Mã Lôi quay người bỏ chạy, Khổng Tề Thiên tức giận quát lớn. Quả nhiên,
người nhà họ Tư Mã không đáng tin chút nào, đến thời điểm then chốt đều là nhà nào lo nhà nấy. Đừng nói Khổng Thế Thiên và Quảng Lăng Tử không hiểu gì, ngay cả Lý Chính Đạo và Chu Trấn Long luôn quan sát thế cục trận chiến đều vô cùng choáng váng. Cho dù Tiêu Chính Văn hóa giải được đòn tấn công mạnh mẽ của ba người bọn họ, nhưng dưới sự bao vây của ba người bọn họ, Tiêu Chính Văn vẫn rơi vào thế bất lợi. Tư Mã Lôi không cần phải trốn chạy. Không chỉ đám người Lý Chính Đạo không hiểu mà cả võ tông đều trở nên bối rối. Với sức chiến đấu của Tư Mã Lôi, sao phải sợ Tiêu Chính Văn chứ? Cao thủ cảnh giới nhân hoàng trong mắt hắn chẳng là gì cả, có gì phải trốn chạy. Hơn nữa còn quay người bỏ chạy mà không thèm nói lời nào vào thời khắc quan trọng. Trên người Tiêu Chính Văn nhất định có bí mật nào đó, nếu không Tư Mã Lôi sẽ không bỏ trốn. Càng không đột nhiên từ bỏ cơ hội có được thánh huyết của Đế Tuấn đang gần trong tầm tay. Triệu Kế Hồng là người đầu tiên hiểu ra nội tình bên trong. Tư Mã Lôi là người có thân phận lớn, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Nếu hắn đã bỏ chạy thì chứng tỏ tính mạng của hắn đang bị đe dọa. Tiêu Chính Văn chỉ là một tiểu bối trong giới thế tục thì có bao nhiêu bí mật chứ? Theo tôi thấy, chắc chắn là Hạo Thiên Sáng Thế sắp đến đây rồi, Thiên Hà Đạo Quân không đồng ý. Cho đến bây giờ, ông ta vẫn coi thường giới thế tục. Lúc này, thượng cổ nho quyển của nhà họ Khổng vẫn đang giam cầm khoảng không xung quanh Tiêu Chính Văn, nhưng sức mạnh giam cầm đó đã trở nên vô dụng với Tiêu Chính Văn. Sao các người không chịu thua đi, Tiêu Chính Văn nhìn Khổng Tề Thiên và Quảng Lăng Tử, nói với vẻ thờ ơ. Cậu, đến lúc này, Khổng Tề Thiên mới chợt nhận ra một điều. Dưới sự giam cầm của thượng cổ nho quyển, Tiêu Chính Văn vẫn có thể tự do di chuyển. Dầm, nghĩ đến điều này, trong lòng Khổng Tề Thiên liền trùng xuống. Tôi đã nói từ trước, đám người được gọi là thế tử ở vùng ngoài lãnh thổ như các người chẳng qua chỉ là một lũ ếch ngồi đáy giếng. Tiêu Chính Văn nói xong, tử khí xung quanh Tiêu Chính Văn tỏa ra, vô số tia sáng lập tức quấn quanh Tiêu Chính Văn. Khổng Tề Thiên và Quảng Lăng Tử hít một hơi thật sâu. Mặc dù những tia sáng đó nhìn không có gì nổi bật, nhưng lại mang theo sức mạnh khó lường. Lên, lúc hai người bọn họ còn đang do dự, một tiếng rồng gầm như sấm rền rung chuyển cả thế giới vang lên. Một con rồng màu tím khổng lồ phóng lên 9 tầng mây, xé nát bầu trời làm đôi. Còn Tiêu Chính Văn giống như một vị thần của mọi thời đại, nhìn xuống chúng sinh dưới chân mình. Đây là thứ sức mạnh gì? Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Khổng Tề Thiên kinh ngạc nói. Đừng nói là ông ta, ngay cả Võ Anh Hào cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tiêu Chính Văn. Sao một hậu bối trong giới thế tục có thể mạnh như vậy? Hơn nữa, sức mạnh xung quanh Tiêu Chính Văn là gì? Đó là sức mạnh thiên đại sơ khai, vạn vật khởi sinh. Dường như chứa đựng mọi thứ, cũng có thể điều khiển sự sống và cái chết của tất cả mọi người. Giáo bá vương trong tay Quảng Lăng Tử đột nhiên rung lên, tựa như thần khí cổ này cũng đang sợ hãi. Cảm nhận được sự thay đổi của giáo bá vương, Quảng Lăng Tử sợ toát mồ hôi lạnh. Rầm, con rồng khổng lồ phía trên bầu trời đột nhiên vung đuôi quét ngang. Tiêu Chính Văn, Quảng Lăng Tử không ngờ Tiêu Chính Văn sẽ là người ra tay với hắn đầu tiên. Nếu hắn không dốc hết toàn lực, sử dụng giáo bá vương để loại bỏ phần lớn sức mạnh thì lúc này, hắn đã chết không toàn thây rồi. Mới chỉ như vậy cũng đủ để khiến Quảng Lăng Tử vô cùng sợ hãi. Gần như trong nháy mắt, Quảng Lăng Tử nhân lúc đuôi rồng quét ngang theo quán tính, lùi ra xa mấy chục km, không còn dám ở lại nữa. Khổng Tề Thiên cũng vội vàng vươn tay thu lại thượng cổ nho quyển, xoay người bỏ chạy. Cú đánh vừa rồi khiến ra đầu Khổng Tề Thiên tê dại, nếu đòn đánh vừa rồi đánh trúng ông ta, thì chắc chắn ông ta không thể né tránh nổi. Bởi vì loại sức mạnh đó vô cùng đáng sợ, gần như không thể chống đỡ nổi. Ngay cả giáo bá vương cũng không thể loại bỏ hoàn toàn sức mạnh đáng sợ đó, điều này cho thấy Tiêu Chính Văn có vấn đề. Bạn có thể có vô số con át chủ bài, vô số trận pháp huyền bí, nhưng khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều chỉ là bèo trôi trên nước. Con rồng tím kia ngẩng cao đầu, một luồng khí tức đáng sợ lập tức khiến đại trận vạn kiếm quy tông thành hư không. Đám người Khổng Hữu Bang đừng nói là phản kháng, mà ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong phút chốc, bọn họ đã biến thành xương máu tan biến giữa trời đất. Bên kia, một luồng khí tức của rồng phóng thẳng vào người Tư Mã Lôi đã bỏ chạy ra xa.
Dường như cảm nhận được luồng gió quái dị, Tư Mã Lôi đột nhiên quay đầu lại nhìn. Không nhìn vẫn ổn, nhìn rồi hắn cũng sợ đến nỗi toát mồ hôi hột. Luồng khí tức của rồng tỏa ra vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã cách Tư Mã Lôi chưa tới trăm bước. Thấy không còn hy vọng chạy thoát, Tư Mã Lôi nghiến răng nghiến lợi, xoay người đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn, nhân cơ hội phản sát. Tiêu Chính Văn, đây là do mày ép tao. Hai mắt Tư Mã Lôi mở trừng, khuôn mặt méo mó, tức giận gầm lớn. Ngay sau đó, hắn bắt đầu thầm niệm gì đó, rồi cắt đầu ngón tay, vẩy một giọt máu tươi ra ngoài. Huyền thiên hoan cảnh, Tư Mã Lôi gầm lớn, giọt máu tươi kia lập tức hóa thành huyễn cảnh vô tận. Đây là một loại trận pháp bí ẩn được truyền từ thời xa xưa. Theo truyền thuyết, năm xưa Si Vưu đã dùng trận pháp này để nhốt hoàng đế trong 3 năm. Trong huyễn trận này, mọi thứ đều như thật như ảo, ngay cả hoàng đế cũng không thể phá vỡ trận pháp trong thời gian ngắn. Có thể nói, đây không phải là trận pháp đơn giản, mà có thể diễn hóa vạn vật trong trời đất, khiến ảo ảnh trở nên chân thật. Vào thời điểm ảo ảnh xuất hiện, bóng dáng Tư Mã Lôi cũng biến mất trong không khí, trở thành một thế giới ảo ảnh. Ngay cả hoàng đế năm xưa cũng không thể dễ dàng phá vỡ trận pháp này. Dù cho Tư Mã Lôi tôi không dám so với Si Vưu thượng cổ, nhưng nhốt Tiêu Chính Văn mày cũng không phải là vấn đề lớn. Giọng điệu của Tư Mã Lôi lúc này vô cùng kiêu ngạo. Thật ra Tư Mã Lôi vẫn luôn che giấu thực lực của mình, ít nhất đến tận bây giờ, căn bản không ai biết hắn còn mang theo kỹ năng huyền thiên hoan cảnh. Hắn nằm gai nếm mật hơn trăm năm, cũng vì khoảnh khắc lật ngược thế cờ này. Có thể nói, vì để trở thành sự tồn tại chí cao vô thượng và thuận lợi trở thành người tiếp quản nhà họ Tư Mã, Tư Mã Lôi đã nhẫn nhịn trước sự xem thường của quá nhiều người. Thậm chí có lúc còn bị nhà họ Tư Mã coi là đệ tử không ra hồn nhất. Nhưng cả chặng đường này, cuối cùng Tư Mã Lôi vẫn nhịn được. Hắn chưa bao giờ thể hiện thực lực chân thật của mình trước bất kỳ ai, càng không ai biết thành quả của hắn có được từ đâu. Bây giờ, huyền thiên hoan cảnh lập tức khiến tất cả mọi người hiểu ra tất cả. Hóa ra Tư Mã Lôi lại đi trên con đường của Si Vưu. Từ hơn vạn năm trước, Si Vưu bị liệt vào danh sách kẻ địch số một của thế giới, cho dù vùng ngoài lãnh thổ cũng tuyệt đối cấm truyền thừa của ông ta. Mà Tư Mã Lôi đi con đường này, càng không thể được mọi người dung tha. Vì vậy, từ trước tới giờ, tình cảnh nguy hiểm mà hắn gặp phải tuyệt đối là những điều mà người khác hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần bí mật trên người hắn bị người khác phát hiện dù chỉ một góc núi băng, hắn cũng sẽ bị nhà họ Tư Mã, thậm chí là toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ vứt bỏ. Bất kể thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, bất kể tài năng của hắn xuất chúng thế nào, cũng sẽ bị cấm cản. Nhưng cũng bởi vậy, khi Tư Mã Lôi phô diễn ra tuyệt học chân chính của hắn, cũng khiến mọi người kinh hoàng. Nếu kẻ địch hắn đối mặt không phải Tiêu Chính Văn, nếu Tiêu Chính Văn không hiểu được quy chân thì e rằng lúc này, Tiêu Chính Văn đã sớm bị huyền thiên hoan cảnh của hắn tiêu diệt. Điểm đáng sợ của huyền thiên hoan cảnh không nằm ở ảo cảnh như giả như thật, mà ở việc ẩn giấu sát khí trong ảo cảnh. Giờ khắc này, quanh người Tiêu Chính Văn được một luồng khí màu tím thần bí bao trùm hoàn toàn, dù đang đứng trong huyền thiên hoan cảnh cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ thấy khi Tiêu Chính Văn giơ tay lên, vô số núi cao sông dài ảo hiện ra, sau đó biến mất trong nháy mắt, mà kiếm khí nấp trong núi sông kia cũng theo đó mà tiêu tan. Chuyện tới bây giờ, anh còn chưa rõ sao? Giọng Tiêu Chính Văn bình tĩnh, lắc đầu. Cho dù Tư Mã Lôi ở cảnh giới cao hơn, chèn ép Tiêu Chính Văn, nhưng sức mạnh của hai người họ không ở cùng một đẳng cấp. Vì vậy, huyền thiên hoan cảnh của Tư Mã Lôi căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào đối với Tiêu Chính Văn. Thậm chí ánh mắt của Tiêu Chính Văn có thể xuyên qua toàn bộ ảo cảnh, thấy hết thảy ngoại vật. Nói cách khác, ảo ảnh hư ảo, căn bản không tạo được bất kỳ tác dụng gì trước mặt Tiêu Chính Văn, giả cuối cùng vẫn là giả, ảo ảnh không có căn nguyên. Người đạt đến cảnh giới quy chân có thể nhìn xuyên qua biểu hiện để thấy hết bản chất của sự vật. Người không có cảnh giới quy chân, vĩnh viễn sẽ không hiểu giữa hai người chênh lệch bao nhiêu. Con rồng màu tím bay ra từ sau lưng Tiêu Chính Văn. Trong nháy mắt, miệng rồng há rộng, dùng sức hút một hơi. Toàn bộ núi sông trăng sao trong ảo cảnh đều xuất hiện sự vặn vẹo, giống như con rồng kia muốn dùng một hơi hút toàn bộ ảo cảnh này vào trong bụng vậy. Sao cậu có thể phá được huyền thiên hoan cảnh của tôi? Năm đó, cả hoàng đế cũng, Tư Mã Lôi không dám tin trợn to mắt, trong lòng lại hoảng sợ vô cùng.
Tiêu Chính Văn thật sự quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn không chỉ trăm lần so với hắn tưởng tượng. Trước giờ, hắn vẫn cho rằng mình đã đánh giá cao Tiêu Chính Văn, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn vẫn quá khinh thường Tiêu Chính Văn rồi. Huyền Thiên Hoan cảnh đáng sợ đến mức nào? Ngay cả một tồn tại như Hoàng đế, cũng bị kẹt ở trong ảo cảnh suốt 3 năm, nếu như không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ ra tay trợ giúp, sợ rằng giữa trận đại chiến của bộ lạc Viêm Hoàng và bộ lạc Cửu Lê, ai chết trong tay ai còn chưa biết. Mà Tiêu Chính Văn chỉ vừa giơ tay lên đã phá hỏng ảo ảnh của hắn. Giờ phút này, cũng chỉ có Võ Anh Hào không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn nghĩ tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của anh ta. Nếu Tiêu Chính Văn thật sự hiểu được quy chân, vậy chút tài mọn này của Tư Mã Lôi căn bản không đáng giá nhắc tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Quy chân chẳng khác nào thật sự gặp được đạo lý trời đất, hợp lại làm một cùng đất trời này. Tồn tại như vậy sao có thể bị một ảo cảnh làm khó? Sự tồn tại mạnh mẽ to lớn đó, căn bản không phải là thứ có thể dùng sức thế gian để nghiền nát, bất kể trận pháp tuyệt diệu bao nhiêu, nó đều tách khỏi thế giới này. Nói cách khác, trận pháp cũng không phải vốn có ở thế giới này, mà được tạo ra. Mà dù sao con người cũng không phải thần thánh, bất kỳ những gì con người tạo ra đều không phải là hoàn mỹ không khuyết điểm. Chỉ cần có nhược điểm, đối với người thuộc đẳng cấp quy chân thì sự vật cùng lắm chỉ là một câu chuyện hài mà thôi. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng nhìn Tư Mã Lôi, nhưng không trả lời nghi vấn trong lòng hắn. Con rồng màu tím tấn công về phía Tư Mã Lôi lần nữa. Đòn tấn công này đã không phải là thứ mấy chữ phá hủy đất trời này có thể hình dung nữa. Ngay cả những người ở Âu Lục xa xôi cũng có thể thấy được con rồng màu tím to lớn kia trên bầu trời, mang theo uy nghiêm vô tận, từ từ đáp xuống. Khí tức của rồng khắp trời dường như có thể hủy diệt một hành tinh nhỏ trong nháy mắt. Giờ phút này trên bầu trời, bốn mùa nhanh chóng thay phiên, cứ như thể thời gian không lấy kim giờ làm đơn vị tính toán, mà là tính bằng kim giây, cứ thế trôi qua rất nhanh. Trên bầu trời, gió mây trở nên ảo diệu, nhưng một phút sau, cả bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, thậm chí rơi xuống từng mảng. Ngay cả bầu trời này cũng không thể nào chịu đựng đòn tấn công đáng sợ như vậy. Vạn tượng biến mất, đột nhiên Tư Mã Lôi trợn tròn hai mắt, gào thét động trời. Đây là cú phản kích sau cùng của hắn, cũng là sự giãy giụa cuối cùng trước khi hắn ngã gục. Cái gọi là vạn tượng biến mất là cùng hủy diệt với đất trời này, Tiêu Chính Văn sẽ chết, hắn cũng sẽ chết. Tất cả bị ràng buộc ở trong Huyền Thiên Hoan cảnh cũng sẽ hủy diệt. Cùng hủy diệt à, Tiêu Chính Văn cười nhạt, một giây sau, con rồng màu tím lao đi. Cùng một tiếng vang thật lớn truyền tới, Tư Mã Lôi ngạo nghễ đứng trên không lập tức ngừng lại. Thân xác hắn cùng mọi thứ xung quanh cũng dần dần nhạt. Trong chớp mắt, sông núi trăng sao ảo như bị gió thổi bay, bỗng chốc biến mất, Tư Mã Lôi cũng theo đó hóa thành hư vô, tan biến không thấy nữa. Cứ như thể hắn chưa bao giờ tới thế gian này vậy. Giờ phút này, Tư Mã Tư người đã sớm trốn tới Âu Lục, vô cùng hoảng sợ quay đầu nhìn về Hoa Quốc, Tư Mã Lôi chết rồi. Cứ như hắn chưa bao giờ xuất hiện, vô cùng nhạt nhòa, thậm chí từ đầu đến cuối, tất cả bọn họ còn chưa động được đến vạt áo của Tiêu Chính Văn. Kiểu chênh lệch như trời với đất này khiến lòng Tư Mã Tư ớn lạnh, thậm chí hắn không muốn ở lại thế tục thêm một giây nào nữa. Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại vùng ngoài lãnh thổ, trở lại nhà họ Tư Mã, từ đây đóng cửa không ra ngoài nữa. Quảng Lăng Tử cũng bỏ chạy, chỉ là hắn khác Tư Mã Lôi, hắn chỉ để lại cây giáo bá vương thay mình ngăn cản phía sau, còn bản thân đã trốn không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Dù buông bỏ cây giáo bá vương, hắn cũng không tiếc, bởi quả thực Tiêu Chính Văn quá đáng sợ, đối thủ cấp độ đó, hắn căn bản không dám tưởng tượng càng không dám đối mặt với đòn tấn công tuyệt đỉnh của Tiêu Chính Văn. Khổng Tề Thiên lại xông vào thông đạo trước Tư Mã Tư một bước, chỉ muốn mọc ra đôi cánh, nhanh chóng chạy khỏi thế tục. Đây là lần chạy trốn chật vật nhất của ông ta từ khi sinh ra đến nay, thậm chí ngay cả dũng khí quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn cũng chẳng có. Trong tất cả những người ông ta đã gặp, Tiêu Chính Văn là người đáng sợ nhất, cũng là người mà ông ta không thể đối đầu làm kẻ địch. Nhưng đám người nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy căn bản không có cơ hội trốn, họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Cũng bỏ lỡ cơ hội sống sót duy nhất. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lướt qua đám người nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy, tất cả mọi người lập tức như bị sét đánh trúng, hoàn toàn ngây ngẩn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không vội vã ra tay, mà chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng trên không, giọng điệu vô cùng lạnh lùng nói, sao vậy,
đến nước này rồi mà còn không chịu hiện thân sao? Còn không chịu hiện thân? Võ Anh Hào nghe vậy, sống lưng không khỏi lạnh toát. Chẳng lẽ trừ mấy người Tư Mã Lôi ra, còn có cao thủ ẩn nấp trong bóng tối? Ầm, một tiếng sấm phá vỡ chân trời, bầu trời như vỡ thành hai nửa, từ ở giữa mở ra một lỗ hổng lớn. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc hoàng bào chậm rãi bước ra từ trong khe hở, ở sau lưng ông ta, còn có một người đàn ông trẻ tuổi, hai người một trước một sau, bước trên hư không. Giác, cùng lúc đó, ngôi sao băng mang thánh huyết của Đế Tuấn cũng nhanh chóng lao về phía chân trời. Thật may Võ Anh Hào đã có chuẩn bị, một bước đuổi kịp. Mà hai người đàn ông mặc hoàng bào kia, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Võ Anh Hào. Mấy người Tư Mã Lôi đã không rõ tung tích, thánh huyết của Đế Tuấn đã được định trước là không có duyên với họ. Đúng là người tính không bằng trời tính, ngay cả chúng tôi cũng không ngờ, cuối cùng lại bị một tiểu bối trong thế tục làm loạn thế cục. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nói với giọng trầm lạnh như băng. Nhưng cậu cũng phải dừng lại ở đây thôi, lấy được thánh huyết của Đế Tuấn thì có ích gì. Đối với người chết mà nói, tất cả đều là vật ngoài thân. Người đàn ông trẻ tuổi tiến tới một bước, hai ánh mắt như đao như kiếm nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn gần trong gang tấc giống như đang nhìn một người chết. Cùng lúc đó, hai khí tức đáng sợ liền khóa chặt Tiêu Chính Văn trong nháy mắt. Đó là Aizen Zoro Herlen và Aizen Zoro Tiên. Lý Chính Đạo nhìn hai người đi ra từ trong không trung ngạc nhiên nói. Hai người này đều là lãnh đạo cấp cao của gia tộc Aizen Zoro, sao họ có thể bị cuốn vào cuộc phân tranh này? Các gia tộc lớn và hoàng tộc ngoài lãnh thổ đã có sự ăn ý, mặc cho giới trẻ trong các gia tộc đi tranh giành thánh huyết Đế Tuấn, còn lãnh đạo cao cấp trong gia tộc sẽ không xen vào tranh đấu của bọn trẻ. Nhưng gia tộc Aizen Zoro đã phá vỡ quy tắc. Lúc này sát khí trong mắt Aizen Zoro hơi lần như có thực thể lạnh lùng nói, dám phá hỏng chuyện lớn của bọn tôi, Tiêu Chính Văn cậu đáng chết. Lúc này trên long bào phát ra ánh sáng màu vàng, từng tia sáng chiếu xuống. Sát khí tạo ra một luồng khí tức bao vây chặt Tiêu Chính Văn trong không trung. Còn tiên lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, tay nắm chặt kiếm thiên tử tiến ra một bước. Trước đó trong tính toán của mọi người chỉ là các thế lực ngoài lãnh thổ, chẳng hạn như nhà họ Võ, nhà họ Chu, nhà họ Doanh. Nhưng không ai ngờ được Tiêu Chính Văn trong thế tục lại là lực lượng mới xuất hiện có thể một mình đánh bại đám người Tư Mã Lôi và Khổng Tề Thiên. Lúc đầu gia tộc Aizen Zoro tự cho rằng mình đáng giá cao Tiêu Chính Văn quá, nhưng đến lúc này cuối cùng họ vẫn đánh giá thấp thực lực của Tiêu Chính Văn. Giết, tiên vung kiếm thiên tử trong tay, đánh về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này không trung tràn ngập sát khí như thể đại dương dội sóng liên tục. Aizen Zoro, các người đúng là làm hổ thẹn hoàng tộc quá đấy, càng không xứng làm hoàng tộc của Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó chân bước vào hư không, một con rồng cực lớn xuất hiện dưới chân anh. Lúc này những người bình thường ở thế tục đang xem Tiêu Chính Văn chiến đấu đều cực kỳ tôn kính nhìn Tiêu Chính Văn. Chân đạp đầu rồng, quanh người có khí màu tím vây quanh. Đây không phải là uy nghi cả Đông Đế trong truyền thuyết sao? Đông Đế chính là Đế Tuấn, cũng là thần vương vạn cổ. Lẽ nào Tiêu Chính Văn đã trở thành sự tồn tại như thần vương rồi sao? Lẽ nào cậu Tiêu đã có được thánh huyết Đế Tuấn, Lý Chính Đạo nhíu mày khó hiểu nói. Người thật sự truy đuổi thánh huyết Đế Tuấn là Võ Anh Hào mới phải chứ, sao Tiêu Chính Văn có thể lấy được? Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn lại mang đến ảo giác cho Lý Chính Đạo. Như thể Tiêu Chính Văn chính là Đế Tuấn. Không, Tiêu Chính Văn chưa lấy được thánh huyết Đế Tuấn, đây chắc hẳn có liên quan đến quy chân, Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được cấp bậc quy chân, Chu Trấn Long như có điều suy nghĩ nói. Đối mặt với Hơ Lần và Tiên mà Tiêu Chính Văn lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Nếu không bất ngờ thì Võ Anh Hào chắc đã lấy được thánh huyết Đế Tuấn. Chỉ cần thánh huyết Đế Tuấn không rơi vào tay người khác thì thế tục và Hoa Quốc có tương lai rồi. Còn Hơ Lần và Đề Chấn, dĩ nhiên Tiêu Chính Văn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Phá, đứng trước đòn tấn công của tiên, Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, một luồng sóng khí xuất hiện đỡ lấy một kiếm của tiên. Thấy đòn tấn công đó bị Tiêu Chính Văn dễ dàng chặn lại, tiên không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cách biệt giữa ông ta và Tiêu Chính Văn không chỉ là một sao. Mặc dù ông ta chưa dùng hết sức chỉ dùng 60% sức lực, nhưng một kiếm này cũng đủ để giết chết Tư Mã Lôi. Quả nhiên cậu có vấn đề, tiên híp mắt, nghiến răng nói,
Vấn đề, nói ra thì gia tộc Aizen Zoro các người mới có vấn đề chứ nhỉ? Nekbuchu đã bán nước cầu Vinh, nhưng một vùng lãnh thổ lớn cho nước Hùng, các người còn không cảm thấy đau lòng khi bán đất đai của tổ tiên mà. Trong mấy trăm năm, giết hại biết bao người dân Hoa Quốc, các người còn mặt mũi để khoác chiếc long bào sao? Thánh huyết của đế tuấn quan trọng thế nào với Hoa Quốc, mà các người lại ăn cây táo rào cây sung, liên kết với cửu U cung âm mưu cướp lấy thánh huyết đế tuấn? Các người không chỉ là một hoàng tộc vô tác dụng mà còn không đáng làm chữ người. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã biến thành một luồng sáng lao đến chỗ tiên. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ tay lên, long tức toát ra từ trong tay áo. Tốc độ của anh cực kỳ nhanh đến nỗi cao thủ cấp bậc này như tiên cũng không thể nhìn rõ động tác. Bộp, Tiêu Chính Văn nhanh như chớp đánh ra một chưởng, mang theo uy lực của long tức đánh thẳng vào ngực tiên. Mặc dù cảnh giới của tiên trên Tiêu Chính Văn khá nhiều, cơ thể cũng rắn chắc hơn, dù là thần binh vạn cổ cũng khó làm ông ta bị thương. Nhưng một đòn này của Tiêu Chính Văn lại khiến tiên văng ra xa. Phụt, tiên nôn ra máu, màn xương máu văng tứ tung trong không trung. Đòn tấn công này suýt nữa đã đánh xuyên qua ngực tiên. Ngay cả cơ thể rắn chắc như đá của ông ta cũng không thể đỡ nổi một chưởng của Tiêu Chính Văn. Không thể nào. Lúc này gương mặt tiên viết đầy mấy chữ không thể tin được. Ông ta đang ở cảnh giới nào, Tiêu Chính Văn lại là cảnh giới gì? Cách biệt giữa hai người như một trời một vực. Đừng nói Tiêu Chính Văn đấm bằng tay không, dù trong tay có kiếm Tần Vương cũng chưa chắc có thể khiến ông ta bị thương. Nhưng hiện thực lại là ông ta không thể đỡ được uy lực một đòn của Tiêu Chính Văn. Thế giới này, núi cao còn núi cao hơn, người giỏi còn người giỏi hơn. Lẽ nào ông Đường Đường là hoàng tộc mà lại không biết cả đạo lý đơn giản này sao? Tiêu Chính Văn cười khẩy, đồng thời cơ thể nhanh như chớp phung ra một cú đấm sắt, lại đánh vào người tiên. Cậu muốn chết hả? Dù sao tiên cũng không phải là đám người chịu kế hồng, thực lực của ông ta đáng sợ đến nhường nào, cộng thêm kinh nghiệm chinh chiến của mình, thì ông ta sao có thể bị Tiêu Chính Văn dọa sợ được? Sau đó vung một kiếm ra như có ý định liều mạng. Nhưng một kiếm này của ông ta lại bị nắm đấm của Tiêu Chính Văn chặn lại, còn cú đấm của Tiêu Chính Văn lại không hề bị giảm sức lực, vẫn tiếp tục tiến tới. Dầm, tiên lại bị cú đấm của Tiêu Chính Văn đánh văng ra xa. Ngay cả long bào trên người cũng đã xuất hiện một lỗ thủng lớn. Lúc này tiên nào còn uy thế đế vương nữa, cả người đã vô cùng nhếch nhác, cả người đều dính máu. Suýt nữa đã bị Tiêu Chính Văn lấy đi nửa cái mạng. Còn không ra tay à, tiên quay đầu lại nhìn hơ lần, ánh mắt như hiện lên ý cầu xin. Ông ta cứ nghĩ chỉ cần một mình ông ta cũng đủ để đưa Tiêu Chính Văn vào chỗ chết, không cần hợp sức với hơ lần. Nhưng lại bị hiện thực vả đôm đốp vào mặt. Lúc này hơ lần đợi đã lâu cuối cùng cũng phát ra đòn tấn công. Chỉ thấy quanh người hơ lần xuất hiện ánh sáng màu vàng, khí tức đế vương chỉ thuộc về hoàng tộc đó cuồn cuộn dâng lên như biển. Hơ lần cũng nhìn ra sự khác biệt của Tiêu Chính Văn trong những đòn tấn công vừa rồi. Lúc này ông ta đang thiêu đốt thân thể của mình để khí tức đế vương trong cơ thể được kích phát hoàn toàn. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không khỏi cau mày khi đối mặt với đòn tấn công không lường trước hậu quả của hơ lần. Tiêu Chính Văn không thể tránh một đòn này của ông ta, vì phía sau Tiêu Chính Văn là thủ đô của Hoa Quốc, chỉ cần không thể đỡ được đòn này của hơ lần thì thủ đô Hoa Quốc phía sau Tiêu Chính Văn sẽ biến thành núi xác và biển máu. Mà đòn tấn công mà hơ lần không tiếc thiêu đốt sinh mạng của mình khủng khiếp đến mức nào. Nếu là người bình thường e là còn chưa đụng vào khí tức đế vương đó đã bị khí tức mạnh mẽ làm cho tan chảy mất rồi. Tiêu Chính Văn, cậu chết đi. Hơ lần bỗng hét lên một tiếng, khí tức mạnh mẽ bao chặt lấy Tiêu Chính Văn. Thú vị đấy. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn khí tức đế vương xung quanh, khẽ gật đầu. Nói thật thì hơ lần mạnh hơn những người khác trong gia tộc Aizen Zoro rất nhiều. Thực ra cụ thể mà nói, cái gọi là khí tức đế vương cũng là một loại khí tức của rồng, nhưng loại khí tức của rồng này chỉ đế vương trong giới thế tục mới có. Vì vậy, khí tức đế vương trong người con cháu hoàng tộc sẽ ngày càng yếu đi, vì huyết mạch sẽ ngày càng loãng. Cho nên... hoàng tộc thường không kết hôn với những thế gia khác, mà chỉ kết hôn trong hoàng tộc, mục đích là để giữ càng nhiều khí tức đế vương. Mà trong người Tiêu Chính Văn có ba trái tim rồng, đồng nghĩa với việc được long tộc công nhận, nói cách khác, khí tức đế vương trên người Tiêu Chính Văn còn mạnh hơn rất nhiều.
Trước đòn tấn công mạnh mẽ của Hơlần, Tiêu Chính Văn chỉ phất nhẹ tay, trong tích tắc, Hơlần đã bị khí tức đế vương của chính mình phản lại. Tiêu Chính Văn, cậu cũng là hoàng tộc. Hơlần không tin nổi vào mắt mình, trong nháy mắt, khí chất đế vương đáng lẽ phải tấn công Tiêu Chính Văn, nhưng lại phản về phía chính mình. Lời giải thích duy nhất cho điều này chính là trên người Tiêu Chính Văn cũng có khí chất đế vương, hơn nữa còn cường hãn hơn ông ta rất nhiều. Ông ta đã từng là hoàng đế, nếu khí tức đế vương của Tiêu Chính Văn còn mạnh hơn ông ta, để làm được điều này, thì chỉ có thể là con cháu của hoàng tộc thượng cổ. Nhưng Hơlần nghĩ mãi cũng không nghĩ ra thời cổ đại có vị hoàng đế nào họ Tiêu. Lúc này, Tiên và Hơlần đều vô cùng kinh ngạc, hai người họ đều là hoàng tộc. Đều từng làm đế vương, nhưng lại bị khí tức đế vương đánh bại. Đây là một sự xúc phạm đối với họ. Tôi thua rồi, chạy thôi. Mặc dù Hơlần không cam lòng, nhưng ông ta cũng phải thừa nhận mình đã thua trước một thanh niên mới đôi mươi. Đây, nhanh lên, Hơlần cố hết sức lực cuối cùng, gần như không thể chống lại được khí tức đế vương đang lao về phía mình như thủy triều. Lúc Tiên còn đang do dự, Hơlần đã phun ra một ngụm máu lớn. Thấy Hơlần nôn ra máu, Tiên không dám chậm trễ nữa, vội vàng đỡ Hơlần dậy, xoay người rời đi. Chúng ta trở về phải giải thích với gia tộc thế nào đây, Tiên vừa chạy vừa nói vẻ mặt cay đắng. Hai người họ trở lại giới thế tục lần này là để giúp gia tộc Aizen Zoro giành lấy thánh huyết của Đế Tuấn, nhưng kết quả lại bị một tên tiểu bối trong giới thế tục đánh bại. Đến lúc trở về vùng ngoài lãnh thổ, phải giải thích với gia tộc thế nào đây? Thắng thua là chuyện thường tình, cho dù cậu ta lấy được thánh huyết của Đế Tuấn thì đã sao? Giữ được núi xanh thì không sợ hết củi. Đi thôi, Hơlần không dám dừng lại một giây, vì sợ Tiêu Chính Văn đuổi kịp. Tiên cũng nghiến răng, cho dù quay về bị gia tộc trừng phạt, cũng còn tốt hơn là chết trong tay một tiểu bối như Tiêu Chính Văn. Sống chết từ lâu đã không còn quan trọng đối với những lão già sống hàng trăm năm như bọn họ. Nhưng cho dù phải chết thì cũng không thể bị một tên chưa đến 30 tuổi giết được. Không, chúng ta sẽ không quay về nhà Aizen Zoro, ở đó cũng không an toàn nữa rồi. Vừa thoát ra ngoài, Hơlần đã quay đầu lại nhắc nhở. Cái gì, không về nhà Aizen Zoro? Vậy, lúc này, Tiên vô cùng hoang mang. Ông ta thật sự không hiểu tại sao Hơlần lại nói như vậy. Hơn nữa, nếu không trở về nhà Aizen Zoro thì bọn họ có thể đi đâu được nữa. Ông không hiểu sao, sau trận chiến này, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ đánh đến vùng ngoài lãnh thổ, gia tộc Aizen Zoro cũng chưa chắc thu được kết quả tốt, chúng ta cứ trốn một thời gian để tránh tai họa đã. Tiên quay lại nhìn Hơlần với vẻ không tin, lẽ nào Tiêu Chính Văn thật sự dám đuổi đến vùng ngoài lãnh thổ? Vùng ngoài lãnh thổ không phải giới thế tục, Tiêu Chính Văn lại không có nền móng gì ở vùng ngoài lãnh thổ, đuổi đến vùng ngoài lãnh thổ chẳng phải tự ném mình vào lưới sao, Tiên cau mày nói. Tự ném mình vào lưới. Lưới ở đâu ra? Cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ đều đang ở vùng ngoài vũ trụ. Ngay cả chúng ta cũng không phải đối thủ của Tiêu Chính Văn. Có mấy người có thể ngăn cản được cậu ta chứ? Hơn nữa, ai biết được Tiêu Chính Văn có đánh đến vùng ngoài lãnh thổ hay không? Nếu không có sự chuẩn bị, cho dù là ở vùng ngoài lãnh thổ hay là trong giới thế tục thì Tiêu Chính Văn cũng có thể huênh hoang lộng lành. Hơlần quay đầu nhìn về hướng đường khác. Từ lời nói và hành động của Tiêu Chính Văn, ông ta dám chắc sau khi trận chiến này kết thúc, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ xử lý các gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Thấy Hơlần và Tiên cũng chạy về vùng ngoài lãnh thổ, nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy lúc này vô cùng hoảng loạn. Ngụy Nguyên Cát kinh hãi quay lại, còn chưa kịp cất bước, một con rồng vàng khổng lồ đã bay đến trước mặt họ. Tiêu Chính Văn, anh phải nghĩ cho kỹ. Nếu anh giết chúng tôi thì đồng nghĩa với việc động vào nhà họ Ngụy và nhà họ Khổng. Mối thù này sẽ vĩnh viễn không thể hóa giải. Ngụy Nguyên Cát trừng mắt, hét lớn. Đúng vậy, nếu cậu cho chúng tôi một con đường sống, bắt đầu từ hôm nay, hai nhà chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Mấy người nhà họ Khổng cũng lần lượt phụ họa theo. Ồ, không truy cứu nữa, ý của anh là thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ trở về giới thế tục, ăn cây táo, rào cây sung. Có ý đồ gây bất lợi cho Hoa Quốc, lại còn muốn đổ lỗi cho giới thế tục sao? Trên đời này lấy đâu ra đạo lý như vậy? Hơn nữa, các người nghĩ mạng của các người đủ để bù đắp tổn thất ngày hôm nay sao? Tiêu Chính Văn khẽ lắc ngón tay nói, không thể. Tính mạng của các người không đáng tiền đến vậy. Anh,
Ngụy Nguyên Cát nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của Tiêu Chính Văn. Lẽ nào anh muốn đánh giết đến vùng ngoài lãnh thổ? Ngụy Nguyên Cát tái mặt, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Gã không tin Tiêu Chính Văn có dũng khí như vậy. Dù sao vùng ngoài lãnh thổ cũng không phải là thế giới của Tiêu Chính Văn. Khoảng thời gian này, Tiêu Chính Văn đã đắc tội với bao nhiêu thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. E rằng ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng không thể đếm nổi. Nếu đến vùng ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Các người thật ngây thơ, lẽ nào các người cho rằng tôi không nhìn ra được tính toán của các người sao? Các người muốn nhân cơ hội thánh huyết của Đế Tuấn xuất thế, lật đổ thiên tử hiện tại. Sau đó thâu tóm giới thế tục trong lòng bàn tay. Tính toán tốt đấy, nhưng tiếc rằng âm mưu của các người sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn đám người nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy. Hừ, Tiêu Chính Văn, chúng tôi thừa nhận cho dù chúng tôi tập hợp lại thì cũng không phải là đối thủ của anh, nhưng anh phải hiểu rằng chúng tôi chỉ là thế hệ trẻ ở vùng ngoài lãnh thổ. Ở vùng ngoài lãnh thổ còn có rất nhiều cao thủ, với sức lực của một mình anh có thể kiểm soát thế cục ở vùng ngoài lãnh thổ không? Nếu chọc tức các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ, các cao thủ sẽ giết ngược lại giới thế tục, đến lúc đó, e rằng giới thế tục sẽ máu chảy thành sông. Ngụy Nguyên Cát lạnh lùng uy hiếp. Chuyện đã đến nước này, cho dù gã có quỳ xuống cầu xin thì Tiêu Chính Văn cũng sẽ không tha cho bọn họ. Thay vì khom lưng uốn gối, không bằng liều mình một lần. Đó là chuyện của tôi. Tiêu Chính Văn nói xong liền phất tay, con rồng vàng khổng lồ lập tức phóng lên. Bùm bùm bùm, từng màn xương máu lần lượt nổ tung, đám người Ngụy Nguyên Cát còn chưa kịp hét lên đã tan biến. Lúc này, xương máu trên bầu trời lan ra. Còn Tiêu Chính Văn vẫn kiêu ngạo đứng trên bầu trời, lạnh lùng nhìn tất cả. Anh Tiêu, lẽ nào anh thật sự muốn khai chiến với vùng ngoài lãnh thổ sao? Võ Anh Hào khẽ cau mày. Lần tấn công này của Tiêu Chính Văn gần như xóa sổ nhà họ Ngụy và nhà họ Khổng trong giới thế tục. Cho dù không tuyên chiến, nhưng nhà họ Ngụy và nhà họ Khổng cũng sẽ không để yên. Không chỉ Võ Anh Hào nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt phức tạp, chờ đợi câu trả lời. Mà ngay cả Võ Tông và những người bình thường trong giới thế tục đều chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chính Văn. Nếu chiến tranh đã nổ ra thì muốn tránh cũng không tránh được, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Nghe vậy, cả thế giới bỗng chốc trở nên im ắng. Tiêu Chính Văn thật sự muốn đối đầu với thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn điên rồi sao? Cả nhà họ Ngụy và nhà họ Khổng đều là những bên có quyền lực. Ngay cả những thế gia như nhà họ Võ và nhà họ Lý đều không dám khiêu chiến trực tiếp. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Tiêu Chính Văn rồi. Lúc này, Triệu Kế Hồng lại lộ rõ vẻ kính trọng, Tiêu Chính Văn là người đầu tiên từ trước đến nay trong thế hệ trẻ dám một thách thức mấy thế gia lớn. Đây đồng nghĩa với việc cậu ta tuyên chiến với toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Ai cũng biết rõ quan hệ giữa nhà họ Khổng và Thiên Đạo Minh Ước. Dám một mình đánh với cả vùng ngoài lãnh thổ. Tên này thật khiến tôi nể phục. Thiên Đạo Quân cũng nói với vẻ tôn kính. Thật ra từ xưa đến nay người có suy nghĩ này không chỉ một mình Tiêu Chính Văn, nhưng người dám hành động lại chỉ có Tiêu Chính Văn mà thôi. Thậm chí ngay cả mấy người Triệu Kế Hồng cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc cắt đứt với nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy, rồi khai chiến với Thiên Đạo Minh Ước. Nhưng thế lực của đối phương mạnh đến mức nào, dù họ đã tính toán vô số lần cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Nếu không sao mấy người Triệu Kế Hồng lại ngồi yên nhìn nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã một mình hưởng thụ thánh huyết Đế Tuấn chứ? So với Tiêu Chính Văn, họ quả thật quá mức nhỏ bé, ngay cả khi bị Thiên Đạo Minh Ước đè đầu cưỡi cổ cũng không có can đảm phản kháng lại. Ngược lại Tiêu Chính Văn từ đầu đến cuối đều khiêu khích Thiên Đạo Minh Ước, khiêu khích cả ngoài lãnh thổ bằng tư thế vô địch. Hơn nữa con cháu nhà họ Khổng mà năm đại danh sơn vẫn luôn kiêng dè nhất gần như cũng bị Tiêu Chính Văn giết sạch. Xét từ góc độ nào đó, những gì Tiêu Chính Văn làm cũng như đang chút giận cho mấy người Triệu Kế Hồng. Đây không chỉ là có can đảm thì có thể làm được, cần phải có thực lực tuyệt đối. Huống gì hôm nay một mình Tiêu Chính Văn liên tiếp đánh lui được đám người xuất chúng ở ngoài lãnh thổ, thậm chí không thể giữ lại thi thể của Tư Mã Lôi. Hai cao thủ mạnh nhất của gia tộc Aizen Zoro cuối cùng chỉ đành chạy trốn, khí phách và bá đạo đến nhường nào. Đám con cháu gia tộc lớn tự cho rằng có tố chất hơn người lại càng không đỡ nổi một đòn của Tiêu Chính Văn. Từ xưa đến nay,
những đứa con của trời và các nhân vật xuất sắc đứng đầu một thời đại có gì có thể so được với Tiêu Chính Văn. Trận chiến hôm nay khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy sức chiến đấu thật sự của Tiêu Chính Văn, càng làm cho mọi người hiểu ra một việc, mặc dù Tiêu Chính Văn không phải là nhân hoàng nhưng lại không thua gì nhân hoàng. Lúc này mấy người Triệu Kế Hồng đều tâm phục khẩu phục, bội phục Tiêu Chính Văn. Không biết có bao nhiêu tông môn môn chủ của võ tông đang cảm thấy hối tiếc nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn trên không trung. Không biết có bao nhiêu đệ tử các gia tộc lớn đang ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn, trong lòng thầm nghĩ muốn đuổi theo anh. Có thể nói Tiêu Chính Văn được phong thần trong trận chiến. Hiện giờ cũng không còn ai nghi ngờ thực lực của Tiêu Chính Văn nữa, càng không có ai dám đối mặt trực diện với uy lực của anh. Nhất là các nước Âu Lục, các vị đỉnh cao trước đây vẫn có ý định chiếm Hoa Quốc thì nay họ cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ đó nữa. Trong này người hối hận nhất chính là Tư Mã Thị, vốn dĩ Tiêu Chính Văn chưa từng có mâu thuẫn với họ. Nhưng kết quả thì sao? Chỉ vì cái chết của Lục Tiểu Thiến mà nhà họ Tư Mã ngồi nhìn đám trẻ liên tiếp gây thù với Tiêu Chính Văn, nhưng đến giờ lại đánh mất cơ hội kết giao với Tiêu Chính Văn. Tư Mã Lôi đã chết trận ở Thế Tục, có lẽ chúng ta đã sai ngay từ đầu, không nên xem thường Tiêu Chính Văn. Trên đại đường nhà họ Tư Mã ngoài lãnh thổ, Tư Mã Viêm đau lòng nói. Nếu so về sức chiến đấu, hiện tại nhà họ Tư Mã có thể đánh với Tiêu Chính Văn. Thậm chí cũng có vài người có thể ép bức được Tiêu Chính Văn, nhưng vấn đề là Tiêu Chính Văn vẫn chưa đến 30 tuổi. Cứ như mặt trời vừa ló dạng, tương lai của anh không thể nào đo lường được. Tư Mã Viêm cũng biết rõ, nếu dùng hết căn cơ của nhà họ Tư Mã đi giết Tiêu Chính Văn, nhà họ Võ chắc chắn cũng sẽ khai chiến với nhà họ Tư Mã. Một khi hai nhà đánh nhau, rất nhiều gia tộc hoàng tộc nhẫn nhịn hàng trăm năm cũng đồng loạt rơi vào trận phân tranh này. Đến lúc đó e là nhà họ Tư Mã sẽ bị ép vào đường cùng. 2. Tư Mã Viêm thở dài, phất tay với mọi người tỏ ý tất cả tạm thời ra ngoài, ông ta cần yên tĩnh. Cùng lúc đó Khổng Vạn Thắng cũng cực kỳ hối hận nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Gốc gác của nhà họ Khổng gần như bị Tiêu Chính Văn tiêu diệt hết. Khổng Hữu Bang đã chết, giới trẻ của nhà họ Khổng có mười mấy người xuất sắc nhất cũng đều đã trở thành thi thể. Thậm chí ngay cả Hứa Văn Long mà nhà họ Khổng xem trọng cũng chết trong trận chiến này. Ông ta hận, hận không thể xé xác Tiêu Chính Văn ra, nhưng ông ta cũng biết nếu Tiêu Chính Văn ra tay với mình thì với thực lực hiện giờ của anh, e là chỉ cần một ngón tay thôi cũng có thể khiến ông ta tan thành mây khói. Từ lúc bắt đầu nhà họ Khổng chưa từng xem Tiêu Chính Văn ra gì, hơn nữa vẫn luôn xem Tiêu Chính Văn là kẻ thù. Mà bây giờ người xuất sắc nhất trong đám trẻ nhà họ Khổng Khổng Tề Thiên cũng bại trận. Hơn nữa còn thua cực kỳ nhếch nhác, tức là nhà họ Khổng cũng không tìm ra được bất kỳ ai có thể quyết đấu với Tiêu Chính Văn chỉ trong chốc lát nữa rồi. Dù Tiêu Chính Văn không tính toán thù hận với nhà họ Khổng thì nhà họ Khổng cũng sẽ mất đi tiếng nói trong thế tục, bị thế tục đẩy ra xa hoàn toàn. 2. Có lẽ từ lúc bắt đầu chúng ta không nên sơ suất, càng không nên đánh giá thấp Tiêu Chính Văn. Khổng Vạn Thắng bày ra vẻ mặt khổ sở, kìm nén nói. Tộc trưởng, chẳng lẽ Tiêu Chính Văn cũng có huyết thống hoàng tộc, hoặc là con cháu được hoàng tộc nào đó gửi cho nhà họ Tiêu nuôi, Khổng Phi Nhĩ cao mày phân tích. 90% Tiêu Chính Văn chính là con cờ hoàng tộc nào đó sắp xếp vào trong thế tục, cậu ta tuyên chiến với nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy, nhà chúng ta ở ngoài lãnh thổ cũng theo đó mà khốn khổ. Quả nhiên là kế sách hay. Khổng Vạn Thắng hối tiếc lập tức nghĩ đến một khả năng. Hơn nữa cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích được mọi chuyện, nếu không những hành động của Tiêu Chính Văn là quá mức ngông cuồng. Một người thân chinh bách chiến lại có hành động ngông cuồng như thế sao? Không thể nào, ở một bên khác, mấy người Triệu Kế Hồng đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Thành Hạo đột nhiên dẫn theo Thành Vĩnh Chí đi đến. Từ sau khi đám người Quảng Lăng Tử bỏ trốn, Thành Hạo bèn dẫn theo Thành Vĩnh Chí lui khỏi trận hỗn chiến, lặng lẽ bỏ trốn. Lúc này ông ta và Thành Vĩnh Chí đã không còn đường đi, cũng chỉ đành tìm đến Tung Sơn. Bảo Triệu Kế Hồng ra đây đón tiếp tôi, Thành Hạo đã đi vào đường cùng, khí thế vẫn không giảm vẫn kiêu ngạo nói với người đứng gác trước cửa Tung Sơn. Không gặp, Triệu Kế Hồng thậm chí không suy nghĩ đã đáp lại. Nghe thế Thành Hạo nổi giận đùng đùng xông thẳng vào Tung Sơn. Tiền bối Thành, không cần ông nói tôi cũng biết mục đích ông đến đây, nhưng tôi nghĩ không cần thiết đâu, Triệu Kế Hồng nhìn Thành Hạo tức giận cười khẩy nói. Sao vậy,
nhà họ Triệu các ông không dám với nhà họ Võ, ông Thành, chuyện này có liên quan gì đến nhà họ Võ? Tung Sơn hay nhà họ Triệu cũng thế thôi, đều là hoàng tộc với nhà họ Võ, có gì mà dám hay không dám? Triệu Kế Hồng ngắt lời Thành Hạo. Vậy tại sao ông không dám gặp mặt tôi? Thành Hạo híp mắt chất vấn. Ông Thành này, ông cũng là người đã có tuổi, còn là tiền bối của tôi, lẽ nào đến giờ ông vẫn chưa nhìn ra nhà họ Võ không đáng sợ, người đáng sợ mới là Tiêu Chính Văn à? Nhà họ Khổng thì thế nào, gần như đã bị Tiêu Chính Văn tiêu diệt hết, còn nhà họ Ngụy thì không cần nói đến nữa, lực lượng trong thế tục đã bị Tiêu Chính Văn nhổ tận gốc rồi. Tung Sơn tôi quả thật không muốn rơi vào kết cục giống họ. Triệu Kế Hồng mặt không đỏ, tim không đập thẳng thắn nói. Ông nói cái gì, nghe thế Thành Hạo không khỏi sửng sốt. Triệu Kế Hồng lại tự thừa nhận ông ta sợ Tiêu Chính Văn. Ông Thành, có vài việc phải nhìn rộng ra một chút, tôi cũng có nghe những việc ông làm trước đây, thế nên để không bị nhà họ Thành liên lụy, có lẽ Tung Sơn không có chỗ cho ông Thành rồi. Triệu Kế Hồng thậm chí còn ra lệnh đuổi Thành Hạo ra. Ông ta sợ rồi, dù đã đắc tội với nhà họ Võ, ít nhất nhà họ Võ sẽ không trở mặt với ông ta. Mọi người vẫn có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nhưng đắc tội với Tiêu Chính Văn thì chẳng có cơ hội để giải thích nữa đấy. Triệu, ông Thành, xin tự trọng, không để Thành Hạo nói hết câu, Thiên Hà Đạo Quân không kiên nhẫn ngắt lời. Lẽ nào ngay cả ông cũng, hừ, ông Thành, đừng nói là tôi có hay không. Nếu ông Thành không sợ Tiêu Chính Văn thì cần gì phải chạy đến Tung Sơn? Sao không đấu với Tiêu Chính Văn một trận? Tiện thể còn có thể lấy được máu của Đế Tuấn, chẳng phải hoàn hảo sao? Thiên Hà Đạo Quân châm chọc nói. Thành Hạo bị Thiên Hà Đạo Quân nói đến mức đỏ cả mặt, mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Bây giờ người ta không chào đón ông ta, nếu cứ tiếp tục dây dưa chỉ gây phiền phức cho mình thôi. Mặc dù mấy người Triệu Kế Hồng không dám trở mặt với Tiêu Chính Văn nhưng lại không sợ nhà họ Thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 108.